Và trước khi bắt đầu, Quốc muốn chia sẻ với anh chị một cái bí mật, một cái bí mật mà cũng là điều quan trọng nhất quyết định đến sự thành công của mỗi chúng ta luôn. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Rồi khi chúng ta muốn làm một cái việc gì đó, chúng ta muốn thay đổi, chúng ta muốn phát triển, thì đâu là câu hỏi mà chúng ta thường đặt ra các anh chị? Chúng ta hay thường bắt đầu với what, đúng không ạ? What sau đó chúng ta sẽ đến với gì ạ các anh chị ạ? Khi chúng ta bắt đầu và làm một công việc gì đó, chúng ta hay thường hay bắt đầu với what, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm những gì, hay là tiếp theo là chúng ta sẽ what, chúng ta sẽ làm gì? Why ạ? Why, đúng không ạ? Why có nghĩa là gì ạ? Why có nghĩa là tại sao chúng ta làm nó. Sau đó chúng ta nói đến gì ạ? Giải pháp, có nghĩa là chúng ta nói đến who, đúng không ạ? Chúng ta đến nói đến how, đúng không ạ? Tức là what, why, how, tất cả mọi người đều đi theo cái lộ trình đó, là what, why và how. Nhưng ngày hôm nay mọi người hãy thay đổi cách nghĩ của mình, không phải là what, không phải là what, không phải là what, why và how nữa, mà là what, why và who. What, why và who. Bởi vì nếu như chúng ta suy nghĩ rằng what, why và how, thì cái người làm là ai các anh chị? Nếu chúng ta suy nghĩ là what, why và who thì làm là ai ạ? Rồi, nếu chúng ta suy nghĩ là what, why và who, thường thì ta bắt đầu với what. What là làm cái gì? Cái gì? Sau đó chúng ta với ý why. Tại sao chúng ta làm nó, đúng không? Tại sao? Sau đó chúng ta nói đến how, đúng không ạ? How. How đó là làm như thế nào, đúng không? Làm như thế nào? Làm như thế nào? Làm như thế nào? Mình chính xác rồi. Cảm ơn anh Hưng Yên. Khi chúng ta suy nghĩ là what, why, how thì có nghĩa rằng chúng ta sẽ là người làm việc đó. Còn khi chúng ta suy nghĩ là what, why, who thì chúng ta sẽ tìm người làm việc đó cho chúng ta. Đây là một trong những cái tư duy của các triệu phú. Người ta luôn luôn suy nghĩ là ai sẽ làm việc đó, chứ không phải là làm việc đó như thế nào. Và chính cái người mà họ đi tìm kiếm đó sẽ tự trả lời câu hỏi how một cách phù hợp nhất. Who chứ không phải how. Đây là tư duy, cũng là điều vô cùng quan trọng, điều quan trọng nhất khi chúng ta muốn phát triển sự nghiệp của mình, thì câu hỏi là who chứ không phải là how. Who, ví dụ như chúng ta không biết điều đó thì who, ai là người biết điều đó, ai là người giỏi điều đó nhất để có thể truyền lại kiến thức cho chúng ta. Nếu chúng ta không thể làm được điều đó thì ai sẽ là người làm điều đó cho chúng ta? Rồi, các anh chị đồng ý không ạ? Các anh chị đồng ý không? Yeah, cram. Why you don't do that? Ai làm điều đó? Rồi, ai làm điều đó? Who. Rồi, mọi người đồng ý không ạ? Nếu như bây giờ chúng ta không tập trung vào việc làm thế nào, chúng ta hãy tập trung vào việc ai sẽ làm cho chúng ta, thì gần như công việc kinh doanh của các anh chị nó sẽ bắt đầu trở nên đơn giản hơn. Ví dụ các anh chị muốn làm marketing không ạ? Ví dụ các anh chị có mong muốn là ai đó sẽ làm TikTok giới thiệu sản phẩm dịch vụ cho mình không ạ? Nếu bây giờ mình không giỏi làm TikTok thì mình hãy thử xem ai có thể làm TikTok cho mình. Và sau đó làm gì? Chúng ta hãy tạo ra những điều kiện thuận lợi để họ cùng làm với chúng ta. Rồi, thì đây là cái điều quan trọng nhất mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào. Đó chính là who, con người là ai. Ai là điều quan trọng nhất. Và khi các anh chị nắm giữ được bí mật này trong kinh doanh thì các anh chị sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta làm kinh doanh. Và chỉ có thay đổi cách này thì các anh chị mới có thể giảm bớt được thời gian của mình và vẫn có thể tạo ra một hệ thống kinh doanh hoàn toàn tự động. Who
quan trọng hơn how. Và what, muốn mọi người nhớ điều này, who quan trọng hơn how. Phần lớn thì chúng ta tập trung vào how, nhưng mà các triệu phú thì họ sẽ tập trung vào who. Và con người và mối quan hệ của con người chính là chìa khóa để cho chúng ta thành công. Và một cái sự thật là như thế này ạ. Thành công được quyết định bởi 90% những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta. Chỉ có 10%. Rồi nếu các anh chị rất giỏi nhưng xung quanh các anh chị không có ai giúp các anh chị đưa nó ra bên ngoài, giúp cho các anh chị trở nên nổi tiếng, thì các anh chị cũng chẳng thể thành công được. Mọi người đồng ý không ạ? Có những giỏi nhưng mà bị chôn vùi không ạ? Các đồng ý không ạ? Mọi người đồng ý hả? Ai các anh chị đồng ý hãy comment vào số 1 đi ạ. Mọi người đồng ý là có những người rất là giỏi nhưng cuối cùng họ cũng không thành công mà. Bởi vì họ chỉ tập trung vào cái thứ này thôi, mà họ quên rằng cái điều quan trọng là đây này. Nếu chúng ta không giỏi làm marketing thì chúng ta chơi với những người giỏi marketing. Mọi người đồng ý không? Và một cái câu nói rất, một cái ví dụ rất là dễ thương mà Quốc hay nói với mọi người là cách để cả trường biết chúng ta, đó là chúng ta chơi với ông hiệu trưởng. Chúng ta thân với ông hiệu trưởng thì cả trường biết chúng ta, đúng không ạ? Thế thì phần lớn thành công thì đến từ 90% từ những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta. Thì nếu chúng ta tập trung vào tạo ra những ai chất lượng như thế này thì chúng ta sẽ thành công nhanh hơn và doanh nghiệp của chúng ta cũng thành công nhanh hơn. Và đó là điều quan trọng nhất mà Quốc muốn nói với mọi người ngày hôm nay. Và đó cũng là lý do mà Affiliate ra đời. Affiliate ra đời chính là tận dụng mối quan hệ, tận dụng con người, tận dụng sức mạnh của con người để tạo ra những hệ thống kinh doanh vô cùng là lớn ở trên Internet. Thì dù cho là chúng ta có làm chuyên gia về lĩnh vực gì nữa, chúng ta kinh doanh bán lẻ, bán sỉ hay B2B hay B2C hay vân vân, thì chúng ta đều làm việc với con người. Chúng ta luôn luôn làm việc với con người. Vì thế nên hãy xem rằng yếu tố quan trọng nhất trong doanh nghiệp ở đây là khu, là con người. Ai? Thì có thể là khách hàng của chúng ta, đối và nhân sự của chúng ta, nhân sự của chúng ta. Rồi. Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn rằng mình có khoảng 100 người đi bán hàng cho mình ạ? Mọi người comment đi ạ. Hay là muốn 1.000 người bán hàng ạ? Hãy comment vào con số mà các anh chị mong muốn, bao nhiêu người sẽ muốn đi bán hàng cho mình ạ? Một triệu người hay quá, 1.000 người, còn 10.000 người hay quá. Rồi. Vậy nếu như các anh chị không giỏi cái điều gì đó mà các anh chị muốn ai đó làm cho mình, thì điều gì các anh chị muốn người đó làm cho mình? Ví dụ như ngoài bán hàng ra, các anh chị muốn ai đó tự nguyện làm điều gì đó cho mình không? Trong doanh nghiệp nha. Trong doanh nghiệp. Giới thiệu khách hàng cho mình hay quá. Rồi, các anh chị nào muốn dụ khách hàng, họ sẽ làm video cho mình, tuyển khách hàng cho mình hay quá, tuyển đại lý cho mình chẳng hạn. Hay là khách hàng họ làm video cho mình, feedback sản phẩm cho mình, đúng rồi, chính xác. Rất nhiều thứ mà chúng ta có thể làm khi chúng ta rất nhiều thứ mà chúng ta có thể làm khi chúng ta tập trung vào yếu tố con người. Rồi, thì điều quan trọng nhất ở đây là con người. Thì không phải tự nhiên mà tôi có được những cái kiến thức như thế này hay là có những cái trải nghiệm như thế này. Đó là khi mà bắt đầu ra kinh doanh thì tôi cũng giống như mọi người đó. Tôi tập trung rất nhiều vào việc này. Sale và marketing. Và marketing. Rồi. Mọi người đã nhìn thấy cái hình này chưa? Sale và marketing, tôi tập trung rất là nhiều. Ở đây là sale, marketing, rồi gì nữa ạ? Sản phẩm và gì, hệ thống, đúng không ạ? Và mọi người thì hay tập trung vào việc này, sale và marketing.
Và đó là một trong những sai lầm là tôi bắt đầu kinh doanh thì tôi tập trung vào việc quảng cáo nè, rồi làm marketing, rồi làm YouTube, làm Facebook, làm rất nhiều thứ. Và khi tập trung vào đó nhiều thì tôi không còn đủ thời gian để giúp cho sản phẩm của mình trở nên tốt hơn nữa. Thậm chí là cũng không còn đủ thời gian để giúp cho khách hàng của mình họ có trải nghiệm wow nữa, trải nghiệm tuyệt vời nữa. Và cuối cùng đó là gì ạ? Công việc kinh doanh của tôi nó cứ gặp khó khăn liên tục. Cho đến khi tôi tìm ra một cách thức đó là chúng ta hãy tập trung vào khách hàng và làm sao đó cho khách hàng wow, họ cảm thấy tuyệt vời, họ cảm thấy bất ngờ, họ cảm thấy vô cùng là hào hứng để khách hàng có thể bán hàng cho chúng ta, để có thể khách hàng có thể marketing cho chúng ta, hay là khách hàng thậm chí có thể là nhân bản mô hình kinh doanh của chúng ta luôn. Và đây là cái yếu tố mà tôi đã tìm ra trong quá trình mà tôi khởi nghiệp và tôi thất bại rất nhiều và cuối cùng tôi rút kết ra được. Và chính là cái điều mà chúng ta sẽ được biết trong ngày hôm nay. Đó. Rồi, vậy nếu như các anh chị đã từng gặp những sai lầm như tôi, anh chị đã không biết làm như thế nào để có thể là marketing, hay là làm thế nào để hút nhiều khách hàng hơn, hay là làm thế nào để có nhiều đơn hàng hơn, hay là chạy quảng cáo quá nhiều, hay là các anh chị gặp khó khăn trong việc là đào tạo đội ngũ bán hàng v.v. rất nhiều thứ như vậy, thì xin chúc mừng các anh chị đã ở đúng nơi và đúng chỗ. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu, tôi sẽ đưa cho các anh chị ra những cái công thức và cách thức làm thế nào để chúng ta ứng dụng cái mô hình affiliate do doanh nghiệp của mình để biến cái điều này nó trở nên đơn giản hơn. Và nếu như các anh chị mong muốn được nhận những cái công thức ngày hôm nay thì chúng ta hãy cam kết ra, hãy tập trung, và nếu được các anh chị hãy bật camera lên để tôi có thể nhìn thấy cái năng lượng của các anh chị, để tôi có thể chia sẻ một cách tuyệt vời nhất, một cách tốt nhất, một cách tràn đầy năng lượng nhất ạ. Và cuối cùng là nếu các anh chị ở cuối chương trình thì tôi sẽ có những phần quà đặc biệt dành cho những anh chị ở cuối chương trình. Rồi thì tôi xin bắt đầu với các anh chị, đó là mối quan hệ của khách hàng là mỏ vàng, và chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào việc biến mối quan hệ của khách hàng, biến cái mối quan hệ của khách hàng thành mỏ vàng, biến mối quan hệ của khách hàng thành mỏ vàng. Thành mỏ vàng. Rồi, vâng, cảm ơn chị Thi. Rồi, các anh chị tương tác, tôi biết các anh chị vẫn đang nắm cái trình nha, vẫn vì đường kia là không được tốt cho lắm, nên là nếu các anh chị không nghe, các anh chị comment, các anh chị nghe được điều gì, các anh chị hãy comment vào để tôi có thể biết được là anh chị đang nghe rất rõ. Rồi, vậy thì hơi bị lag à. Rồi, ok, cảm ơn các anh chị. Vậy thì bây giờ các anh chị đã từng nghe, đã hiểu như thế nào về affiliate rồi. Affiliate, các anh chị hiểu như nào về affiliate rồi? Mọi người hiểu như thế nào về affiliate rồi? Affiliate cũng có thể nói là biến khách hàng thành mỏ vàng đó các anh chị. Tiếp thị sản phẩm dựa trên đường link để quảng cáo tới mọi người. Lần đầu tiên nghe, ok, hệ thống người giới thiệu người, hay quá. Rồi, ok. Rồi, thì bây giờ cho có hỏi một điều như thế này. Có phải là trước khi chúng ta muốn bán một sản phẩm nào đó thì chúng ta phải làm marketing mà? Ví dụ như chúng ta còn phải làm YouTube nè, hay là còn phải làm website nè, còn phải chạy quảng cáo nè, vân vân, đúng không ạ? Mọi người sẽ làm marketing, đúng không ạ? Thì cái số tiền đó thường là chúng ta chi trước hay là chi sau khi bán hàng
À, là số tiền chúng ta trả trước, đúng không ạ? Chúng ta trả cái số một cái số tiền cho marketing. À, đây là giá trị giá bán, đây là cái giá trị của sản phẩm ha. Đây là cái sản phẩm, rồi đây là cái cấu thành giá của một sản phẩm nè. Rồi sản phẩm thì nó gồm là chi phí sản xuất, sau đó là gì, chi phí vận hành, đúng không ạ, và chi phí sale và marketing. Rồi đó, sau đó nó mới đến cuối cùng, đó là lợi nhuận mà các anh chị, lợi nhuận của các anh chị. Rồi sau đó nó mới đến lợi nhuận. Lợi nhuận, lợi nhuận, sau đó mới đến lợi nhuận. Chi phí sản xuất, chi phí vận hành, chi phí sale và marketing. Thì nếu như trong thực tế là chúng ta đều phải chi cái khoản này trước, thậm chí là chi nhiều hơn, đúng không ạ, thậm chí là chi nhiều hơn để có khách hàng, thì khi chúng ta ứng dụng liên kết có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ chi cái này khi khách hàng bán hàng cho chúng ta thôi. Ví dụ như ở đây chị Trang là chị Trang bán về thần số học, thì nếu như chị Trang muốn bán thần số học thì chị Trang sẽ chạy quảng cáo và chi phí để có được một khách hàng là tương đương khoảng vài trăm nghìn, nghĩa là chi phí chúng ta chạy quảng cáo xong chúng ta chốt được một đơn hàng thì đâu đó nó khoảng vài trăm nghìn đi, vài trăm nghìn cho một khách hàng. Thì bây giờ chị Trang, thay vì chị Trang bỏ cái tiền chạy quảng cáo đó, chị Trang sẽ chiết khấu là ví dụ như là 500.000 cho một khách hàng khi giới thiệu một khách hàng mới, thì điều đó có nghĩa là chị Trang sẽ không móc ngay 500.000 ngay từ đầu, mà khách hàng sẽ đi giới thiệu khách hàng cho chị Trang, và chỉ khi mà họ có đơn hàng thì chị Trang mới chi ra 500.000 thôi. Mọi người hình dung mà là chúng ta chi cái tiền đó cho khách hàng đi giới thiệu khách hàng. Vậy thì chị Trang lợi gì? Ví dụ để mà khách hàng của cái người mà mua hàng á, thì chị cái người khách hàng mà người đi giới thiệu, họ sẽ đi giới thiệu rất là nhiều người rồi, thì lúc đó là giúp cho chị Trang có rất nhiều người biết đến doanh nghiệp của mình. Rất là lợi ích, đúng không ạ? Rất nhiều người biết đến doanh nghiệp của mình. Thì cái lợi của affiliate đó là chúng ta nhanh chóng có được nhiều khách hàng quan tâm, gọi là khách hàng tiềm năng. Cái lợi thứ hai nữa là chị Trang, nếu mà chị Trang tuyển dụng nhân viên sale và marketing thì cái chi phí cố định phải trả rất lớn. Tuy nhiên, nếu như chị Trang tập trung vào việc phát triển hệ thống người giới thiệu như thế này thì chị Trang lại tiết kiệm được chi phí nhân sự. Cái thứ nhất đó là chúng ta có được nhiều khách hàng tiềm năng. Cái thứ hai đó là chúng ta tiết kiệm chi phí cái hiện chi phí bán hàng, vì chúng ta chỉ chi khi bán được hàng thôi. Rồi cái thứ ba mà mô hình này đem lại, đó là doanh nghiệp của chúng ta nó tinh gọn hơn. Bởi vì lúc này chúng ta sẽ tập trung nhiều vào phần bên trong thôi, đó là phần vận hành và phần sản xuất. Và khi mà chúng ta tập trung vào phần vận hành và phần sản xuất thì sản phẩm của chúng ta sẽ như thế nào ạ? Sản phẩm chúng ta sẽ tốt hơn đối thủ mà, chất lượng hơn, chính xác ạ. Còn nếu chúng ta tập trung vào vận hành thì chúng ta sẽ delivery nhanh hơn, đúng không ạ? Mọi người đồng ý không ạ? Nếu chúng ta tập trung vào vận hành có phải là cái khâu giao và chuyển giao của chúng ta nhanh hơn mà. Và các anh chị lưu ý là người giàu là người bỏ tiền để mua thời gian. Và nếu như doanh nghiệp nào có tốc độ triển khai cho khách hàng càng nhanh thì người ta sẵn sàng mua với giá cao. Đây là một trong những cái lưu ý. Nếu như chúng ta có thể cải thiện được cái thời gian giao hàng, cái thời gian mà chúng ta cung cấp dịch vụ khách hàng càng nhanh thì khách hàng sẵn sàng trả tiền cao hơn.
sản phẩm tốt, khách hàng tự tin chia sẻ, đúng rồi, chính xác. Rồi thì đây là những cái lợi ích, đây là những cái lợi ích lớn nhất mà chúng ta nhìn thấy từ mô hình tiếp thị liên kết. Ngoài ra đó là gì ạ? Cái thứ 4 này, đó là chúng ta sẽ có được một hệ thống bán hàng tự động. Hệ thống bán hàng tự động. Hệ thống bán hàng tự động ở đây là nó sẽ tự vận hành từ đêm đến ngày mà chúng ta không còn phải phải túc trực, phải thường xuyên, mà chúng ta có thể giải phóng được mình. Và một trong những điều mà một trong những mơ ước mà rất nhiều các chủ doanh nghiệp khó đạt được, đó là thoát khỏi doanh nghiệp của mình. Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn rằng doanh nghiệp mình nó liên tục chạy, liên tục có tiền mà không còn mình ở đó mà. Các anh chị công mình là số 1 đi ạ. Tạo ra thu nhập tự động ạ. Và robot robot khi nghèo ông nói một câu đó là cái người giỏi chuyện bản thân để có thể làm được nhiều, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà người thông thái á, là phát triển bản thân mình để xây dựng được một hệ thống kiếm tiền nhanh hơn. Và chốt lại một câu đó là người giàu là người sở hữu hệ thống. Nếu chúng ta có thể sở hữu được hệ thống, chúng ta mới bước một chân qua là hello mọi người, còn thấy không ạ? Rồi ok, xin lỗi mọi người, hình như đường truyền vừa bị tắt. Đó là đứng về phía doanh nghiệp, đứng về phía doanh nghiệp là chúng ta có rất nhiều các cái lợi thế. Vậy ở thời điểm hiện tại thì liệu affiliate nó có còn lỗi thời hay không, hay là nó vẫn đang là một cái nhu cầu rất là lớn? Các anh chị có biết công ty nào, doanh nghiệp nào lớn nhất trên thế giới mà đang ứng dụng affiliate thành công nhất không ạ? Các anh chị nào chia sẻ biết doanh nghiệp nào mà đang ứng dụng affiliate thành công nhất trên thế giới? Sức mạnh đòn bẩy, chính xác rồi. Đó chính là Amazon, chính xác. Amazon là doanh nghiệp ứng dụng affiliate thành công nhất trên thế giới. Và một điều cực kỳ đặc biệt trong Amazon như thế này nè. Họ có người bán hàng trên toàn cầu. Họ có chuyên gia đào tạo trên toàn cầu. Họ có đội ngũ support trên toàn cầu. Và tất cả những người đó đều đã từng là khách hàng của Amazon. Và để trở thành một trong những người tham gia vào mạng lưới bán hàng của Amazon thì tất cả đều phải được học. Và học thì phải làm gì vậy? Thường thôi. Và Amazon là một trong những doanh nghiệp mà ứng dụng affiliate vô cùng là thành công. Vậy thì tại cái mức độ hấp dẫn của affiliate nó có còn lớn như vậy không? Thì các anh chị nhìn cái biểu đồ đây. Tại có rất nhiều làm affiliate và các doanh nghiệp, trong đó mà doanh nghiệp đang được quan tâm nhiều nhất đó là affiliate cho Shopee. Với 40,5 nghìn lượt tìm kiếm và tiếp tục tăng trưởng 22%, đây là nghĩa là vẫn đang tăng trưởng, và tăng trưởng 650% là cho Shopee. Đó là lý do mà các sàn thương mại điện tử trên thế giới họ muốn ứng dụng affiliate, họ muốn biến khách hàng trở thành người bán hàng, bởi vì không có cái lời quảng cáo nào, không có cái quảng cáo nào mà bằng cái lời giới thiệu của khách hàng hết. Và các anh chị có thể search trên Google, trên Google cái từ khóa này, các anh chị có thể search trên Google từ khóa affiliate, làm affiliate. Thì các anh chị nhìn thấy không, 5,2 triệu kết quả,
5.2 triệu kết quả. Có nghĩa là nhu cầu rất là lớn và rất nhiều người mong muốn được kiếm tiền, và họ mong muốn được học hỏi và mong muốn được cùng tham gia bán hàng trên internet để giúp cho các doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Đây rất nhiều người quan tâm đến việc làm affiliate, affiliate. Thì ở đây có chị, ở đây có chị On. Chị On ngày trước, không biết chị On đã online chưa. Hiện tại chị On hình như đang bận, chỉ có anh Bắc thôi, anh Bắc và cộng sự chung với chị On. Thì chị On cũng chia sẻ là trước kia chị On cũng là làm cộng tác viên cho anh Trong. Anh Trong là một trong những khách hàng của Mororo trong việc ứng dụng cái giải pháp tiếp thị liên kết. Và anh Trong cũng đã kiếm được vài tỷ đồng nhờ tiếp thị liên kết ứng dụng vào cái mô hình doanh nghiệp của mình. Trong vòng 6 tháng khi anh khởi động lại cái giải pháp affiliate của Mororo, và anh cũng đã kiếm được hơn 2 tỷ với 700 cộng tác viên, và anh chỉ chi đâu đó là hơn 100 triệu tiền hoa hồng thôi. Và đó là một trong những cái minh chứng, mà một trong những kết quả vô cùng tuyệt vời của anh Trong khi mà ứng dụng mô hình này. Thì các anh chị cũng có thể tham khảo những cái chia sẻ của anh Trong. Sắp tới thì Mororo sẽ mời anh Trong chia sẻ về những cái cách thức mà anh Trong làm để cho mọi người hiểu hơn về cách làm thế nào để chúng ta ứng dụng affiliate cách hiệu quả nhất. Vậy thì làm thế nào để ứng dụng mô hình affiliate hiệu quả? Làm thế nào để ứng dụng mô hình affiliate hiệu quả? Thì nó có những yếu tố sau đây. Rồi, mọi người nhìn thấy màn hình chưa? Rồi, mọi người nhìn thấy màn hình này, một nha. Rồi, và gần đây nhất đó là Elon Musk. Elon Musk họ cũng sử dụng Elon Musk là người đã là gọi là CEO của Tesla. Tesla là một hãng xe điện rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì ông có nói một câu là tôi sẽ không chi tiền cho quảng cáo. Và sự thật là ông đã sử dụng affiliate để bán sản phẩm của mình bằng cách là mỗi người đi giới thiệu sản phẩm thì sẽ nhận được hoa hồng từ cái người giới thiệu. Cái người giới thiệu được nhận hoa hồng, và cái người bán hàng, cái người mua chiếc xe họ cũng nhận được cái ưu đãi luôn. Có nghĩa là cả người bán và người mua đều có quyền lợi, và doanh nghiệp cũng có quyền lợi. Nó tạo ra một cái công thức là win-win-win, có nghĩa là cả ba đối tượng trong cái mối quan hệ đó đều đã nhận được những cái giá trị vô cùng là tuyệt vời. Vậy thì để làm affiliate thành công, thì nó có bốn yếu tố sau đây. Đầu tiên, các anh chị phải có cho mình một cái phễu. Cái thứ hai đó là các anh chị phải có chính sách bán hàng hấp dẫn. Rồi, chính sách. Và cái thứ ba đó là các anh chị phải có chương trình đào tạo. Chúng ta phải có chương trình đào tạo. Phễu để giúp đơn giản hóa việc bán hàng. Phễu thì chúng ta sẽ có landing page, chúng ta sẽ có hệ thống email, hay là chúng ta sẽ có hệ thống opt-in, hệ thống để thu hút khách hàng, chuyển đổi khách hàng, v.v. Và cái thứ hai đó là chính sách. Chính sách thì hôm nay Quốc sẽ nói đến những cái sai lầm của mọi người trong cái việc xây dựng chính sách bán hàng như thế nào để hấp dẫn. Và cái thứ ba đó là đào tạo. Nếu như đào tạo thì chúng ta sẽ đào tạo cho cộng tác viên những cái gì, và nếu như chúng ta không giỏi đào tạo thì chúng ta sẽ làm như thế nào để vẫn sẽ có người đào tạo cho chúng ta. Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn có thể có được những điều này thì hãy comment vào số 2 đi ạ. Comment vào số 3 đi ạ. Chúng ta sẽ có 3 điều này trong ngày hôm nay ạ.
Rồi, ok, cảm ơn chị. Thì hôm nay Watt sẽ chia sẻ với mọi người cách để chúng ta làm affiliate làm sao hiệu quả. Thì chúng ta sẽ giải quyết ba cái yếu tố tiên quyết mà khi làm kinh doanh affiliate chúng ta còn phải có. Chúng ta nếu ở góc độ chủ doanh nghiệp chúng ta còn phải có. Rồi, đầu tiên là phễu, mọi người hiểu luôn à. Phễu. Thì phễu nó giống như là một cái hệ thống giúp khách hàng từ người lạ, từ một cái người lạnh xong thành người ấm, sau đó thành gì, thành nóng. Tức là phễu nó giống như là một hệ thống, nó biến khách hàng đi từ trình tự là lạnh ấm xong tới nóng. Thì đó là một cái phễu, lạnh xong tới ấm xong tới nóng. Rồi vậy thì để có được một cái phễu thì chúng ta phải có cái hệ thống gì, chúng ta còn phải có những cái yếu tố nào thì nó mới hình thành ra được một cái phễu, hình thành một cái phễu. Đầu tiên thì chúng ta phải có một cái hệ thống, nó gọi là hệ thống thu hút. Không phải chúng ta bán hàng theo kiểu xưa là chúng ta boost nội dung cho khách hàng, nhưng bây giờ chúng ta bán hàng theo kiểu mới thì chúng ta sẽ thu hút khách hàng. Thu hút khách hàng là để khách hàng tìm đến chúng ta, thu hút. Rồi sau đó chúng ta còn phải có một cái hệ thống tiếp theo, đó là gì? Trung tâm đào tạo, nó gọi là giống như là giáo dục thị trường vậy, ta gọi là hệ thống giáo dục khách hàng, trung tâm giáo dục khách hàng. Đó. Tại sao chúng ta phải đào tạo giáo dục khách hàng, trung tâm giáo dục? Tại vì nếu một khách hàng họ chưa biết gì về sản phẩm dịch vụ của chúng ta, họ vẫn chưa hiểu gì về họ vẫn chưa hiểu là sản phẩm của chúng ta có lợi ích như thế nào, hay là giúp cho họ tránh được những cái rủi ro gì trong cái việc giải quyết vấn đề của khách hàng, thì chắc chắn là họ sẽ không ra quyết định mua hàng. Thì đó là chúng ta còn phải có gì ạ? Chúng ta còn phải có một cái trung tâm giáo dục khách hàng. Rồi sau đó, sau cái trung tâm giáo hàng thì chúng ta sẽ có một cái gì ạ? Có một cái hệ thống bán hàng, bán hàng. Rồi thì ở trong cái hệ thống bán hàng này, Watt sẽ quay lại và giải thích một trong những sai lầm cơ bản của một người trong bán hàng, sau đó chúng ta sẽ đi đến cái bước tiếp theo, đó làm thế nào để làm nóng bán hàng. Và ở đây cái chỗ làm nóng đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ làm sao để khách hàng sung sướng nhất. Trong đây là chỗ chúng ta làm cho khách hàng sung sướng nhất. Wow. Và khi khách hàng sung sướng rồi thì chúng ta tạo ra trải nghiệm wow cho khách hàng rồi thì khách hàng sẽ sao ạ các anh chị? Nếu như khách hàng vô cùng vui sướng với sản phẩm dịch vụ của chúng ta, thì chúng ta có đề nghị thì họ thu hút khách hàng giúp chúng ta được không các anh chị? Đúng không ạ? Ok. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta thậm chí không còn thu hút khách hàng mà chính khách hàng sẽ làm việc đó? Hay thậm chí chúng ta không còn phải đi giải thích khách về sản phẩm dịch vụ của chúng ta nữa mà chính khách hàng của chúng ta sẽ làm việc đó? Hay chúng ta thậm chí cũng không đi bán hàng luôn, hay chúng ta không đi tư vấn, không đi chốt sale mà chính khách hàng là người đi bán hàng luôn? Hay là chính khách hàng tạo ra trải nghiệm mời cho chính khách hàng của chúng ta luôn thì sao ạ? Rồi các anh chị có mong muốn điều đó không ạ? Mọi người giơ tay lên đi ạ. Mọi người có mong muốn điều đó không ạ? Ok. Và tất cả những việc này được quyết định bởi
chiến lược affiliate đó là chính sách, chúng ta ở ngoài kia rất nhiều người đang xây dựng chính sách bán hàng theo kiểu là mua xong rồi xong dừng lại, không có làm gì hết, không có xây dựng chính sách để cho khách hàng thu hút thêm khách hàng, không có xây dựng chính sách để khách hàng đi giáo dục khách hàng, không xây dựng chính sách để khách hàng đi bán hàng, hay không xây dựng chính sách để khách hàng đi chăm sóc khách hàng. Rồi mọi người đồng ý đúng không ạ? Vậy nếu như chúng ta sẽ xây dựng được những chính sách như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một hệ thống, một cái phễu bán hàng như thế này, và ở mỗi điểm chạm của khách hàng chúng ta phải có những chính sách để chính khách hàng của chúng ta cùng tham gia vào hoạt động vận hành của chúng ta. Và một cái khách hàng lạnh trở thành khách hàng ấm, trở thành khách hàng nóng, và cuối cùng chính những khách hàng nóng này sẽ sao các anh chị? Cho Quốc hỏi là nếu một khách hàng đi giới thiệu một khách hàng thì cái người mà được giới thiệu á, họ ngay lập tức trở thành khách hàng ấm hay là họ lạnh các anh chị? Ấm hay lạnh ạ? Đúng không ạ? Nếu một khách hàng đến từ quảng cáo và một khách hàng đến từ khách hàng của chúng ta giới thiệu thì chắc chắn khách hàng đã đến từ ấm, thì chắc chắn khách hàng đó sẽ là khách hàng ấm. Vậy nếu như chúng ta bỏ ít tiền hơn cho quảng cáo nhưng mà tạo ra nhiều khách hàng ấm hơn thì việc kinh doanh của chúng ta nó có tốt hơn không ạ? Tốt hay rất tốt ạ? Rất tốt luôn, đúng không? Chính xác. Và đó là lý do affiliate được sinh ra. Và affiliate ở ngoài kia họ chỉ làm đúng cái bước này thôi. Nhưng với affiliate của eBay thì chúng tôi khuyên mọi người hãy làm hết những bước này. Chúng ta hãy xây dựng chính sách cho khách hàng, thu hút khách hàng. Hãy xây dựng khách hàng chính sách để khách hàng đi đào tạo cho khách hàng. Hãy xây dựng chính sách để khách hàng đi bán hàng. Và hãy xây dựng chính sách để khách hàng đi chăm sóc khách hàng. Đó là chiến lược của affiliate để giúp cho chúng ta đơn giản hóa việc bán hàng xuống. Rồi, đây là phễu. Thì mọi người lưu ý, ở trong cái phễu này nó có một cái mà rất ít người đang không biết và bỏ lỡ. Đó là trong thời lượng chương trình ngày hôm nay không đủ để bài tập cũng giúp cho mọi người có thể làm được những cái chiến lược, làm những cái chính sách bán hàng như vậy. Thì toàn bộ những cái này nằm trong cái chương trình là Affiliate Bootcamp 3 ngày, nó sẽ có cái phần là làm sao để chúng ta tạo ra những chính sách như thế này. Rồi thì ở chỗ phần bán này nè, mọi người đang có một cái sai lầm cơ bản là ngay lập tức chúng ta bán một cái sản phẩm chính của chúng ta mà chúng ta không bán một sản phẩm in hay sản phẩm up hay là sản phẩm mắc. Chúng ta không có trình tự. In chính là sản phẩm là chúng ta bán để cho khách hàng họ chi trả lần đầu tiên để tạo ra cái hành vi mua hàng của khách hàng. Ví dụ như chúng ta bán siêu trí nhớ học đường, chúng ta có thể bán một cái sản phẩm in, là một cái giờ học hay là một cái trải nghiệm trong một tháng vân vân. Một cái sản phẩm in đó là sản phẩm nó dễ bán thôi và khách hàng dễ dàng chi trả để họ trải nghiệm dịch vụ chúng ta. In rồi thì chúng ta hãy tư vấn cho họ mua sản phẩm up. Up có nghĩa là sản phẩm cao hơn, có giá trị cao hơn và giá nó cũng sẽ cao hơn. Và cuối cùng đó là mua sản phẩm mắc. Sản phẩm ví dụ như là trọn đời hay là trở thành đại lý hay là nhượng quyền vân vân thì sản phẩm mắc, hay là những chương trình cấp, những chương trình coaching chuyên sâu là sản phẩm mắc. Thì đây là cái lộ trình mà chúng ta trong bán hàng chúng ta tiếp tục chia nhỏ, đó là in, up và mắc. Thì ở trong wow này chúng ta còn phải gì ạ? Chúng ta phải có những cái chính sách để chúng ta khách hàng
gia tăng cái trải nghiệm, và khi khách hàng wow thì chúng ta lại là sao ạ? Khi khách hàng wow thì chúng ta lại xin lời giới thiệu, chúng ta lại hợp tác với họ để cho họ giáo dục khách hàng, chúng ta lại hợp tác với họ để họ bán hàng, và chúng ta lại hợp tác với họ để họ đi tạo trải nghiệm wow cho chính khách hàng của chúng ta. Thì đây là phễu bán hàng. Đó, phễu bán hàng. Rồi, Quốc xin dừng lại ở đây trong vòng 5 phút để muốn lắng nghe chia sẻ của mọi người. Mọi người cảm thấy như thế nào nếu chúng ta có một hệ thống như thế này, nơi mà chính khách hàng là người đi thu hút khách hàng, đi giáo dục khách hàng, đi bán hàng và thậm chí là đi chăm sóc khách hàng cho chúng ta. Rồi, xin được lắng nghe một cái cảm nhận của mọi người. Nếu chúng ta có một hệ thống như thế này và với cái tư duy như thế này, thì chúng ta sẽ cái công việc kinh doanh của chúng ta nó có trở nên đơn giản hơn hay không? Mọi người hãy xin một cánh tay ạ. Nếu không thì quốc sẽ chỉ định đi ạ. Yes, đây là hệ thống của Hiếu Học Đường đang làm. Yes, tất cả đều sẽ có một cái trình tự như vậy, đúng không ạ? Và khi chúng ta tập trung vào hu, chúng ta tập trung vào hu thì nó sẽ phát triển một cách bùng nổ. Bởi vì các anh chị có thể biết được bao nhiêu người ngồi kia giỏi, được không ạ? Biết được không ạ? Rất nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta tập trung vào hao thì chúng ta bị giới hạn bởi ai? Bởi chính chúng ta. Chúng ta tập trung vào hao chúng ta sẽ bị giới hạn bởi chính chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào hu thì chúng ta sẽ có rất nhiều người cùng tham gia vào bán hàng, cùng tham gia hợp tác, cùng tham gia đào tạo, cùng tham gia vào rất nhiều thứ của chúng ta. Thì đó chính là tập trung vào hu. Xin mời một chia sẻ về cái trải nghiệm như thế này. Các anh chị nào có một cái ví dụ hay là một chia sẻ là chúng ta cảm nhận như thế nào, nếu chúng ta có hệ thống. Mọi người hay nói câu đó là đừng đi săn nữa mà hãy trồng trọt, đúng không ạ? Đừng đi săn nữa mà hãy trồng trọt, thay vì săn bắn thì hãy nuôi trồng. Thì khi mà chúng ta quay về với khách hàng thì chỉ có chúng ta thật sự nghiêm túc với việc quay về với khách hàng thì chúng ta mới chăm sóc. Còn nếu chúng ta đi săn á thì chúng ta sẽ đi tìm người nào đó chúng ta nói thật là tốt để chúng ta bán được hàng. Như nãy cái từ học nói là lùa gà đó, sẽ bán được hàng, sắp bán xong là thôi cho bà không quan tâm nữa. Nhưng mà khi chúng ta quay về việc nuôi dưỡng á, thì sau khi bán xong chúng ta delivery, chúng ta support cho khách hàng có kết quả. Sau đó khách hàng có kết quả rồi, chúng ta hãy nói với khách hàng là hãy hợp tác với chúng ta để cùng nhân bản cái này lên để giúp cho nhiều người có kết quả giống như họ, thì không có lý do gì mà khách hàng chúng ta từ chối cả. Tại vì nó vừa giúp cho họ phát triển được hình ảnh thương hiệu cá nhân, vừa giúp cho họ gia tăng cái thu nhập, và vừa giúp cho họ có thêm đội ngũ kế thừa. Và đó là một điều mà bất cứ ai đi kinh doanh đều mong muốn cả. Thì đó, mình rất là tâm đắc cái triết lý kinh doanh này. Và bản thân mình cũng là một người con của Phật, nên mình cũng rất là đi theo những cái suy nghĩ về việc luật nhân quả. Nên là mình luôn luôn khuyến mọi người là chúng ta hãy chăm sóc khách hàng và hãy giúp cho khách hàng có kết quả. Sau đó hãy đề nghị, hãy xin họ khi mà họ đang sung sướng nhất, chúng ta hãy xin họ, hãy đề nghị họ, hãy gọi là gợi ý cho họ những cái cơ hội mà chúng ta đưa ra. Còn nếu không thì chúng ta đừng làm như vậy, nó sẽ không tốt. Cảm ơn họ rất là nhiều. Rồi thì nếu các anh chị cảm thấy cái phễu mà tôi chia sẻ cho các anh chị nó thật sự là ý nghĩa và thật sự là hấp dẫn, thì hãy comment vào một cái cảm nhận của các anh chị đã. Sau đó chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo. Tuyệt vời, hãy comment vào tuyệt vời, hay là sẽ ứng dụng như thế nào, hay là cảm ơn. Các anh chị hãy cứ comment đâu là những anh chị vẫn đang nghiêm túc ở cái buổi học ngày hôm nay. Và khó hơn ai hết thì đội ngũ Mororo là người cảm nhận được việc này.
hơn ai hết đội ngũ Movie cảm nhận được này. Và một trong những cái điều mà mình luôn hỏi hỏi đội ngũ Mororo là các em suy nghĩ làm thế nào khách hàng wow. Và cũng phải khách hàng là hỏi mình hay chính bản thân chúng ta đó là làm thế nào cho khách hàng wow. Người anh nhìn thấy chia sẻ chưa hay là nó vẫn đang là một màu đen nhỉ? Ok. Thôi, cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Thôi, cảm ơn các anh chị. Vậy câu hỏi đặt đây ra nè. Vậy thì tất cả đều liên quan tới chính sách bán hàng. Nếu xây dựng chính sách thì chúng ta sẽ xây dựng chính sách như thế này. Rồi, các anh chị nào có đã từng có cái trải nghiệm là đa phần các anh chị đồng ý với tôi là ở ngoài kia đa phần mọi người đều chỉ xây dựng chính sách làm sao để khách hàng mua hàng thôi không? Mọi người đồng ý không? Mọi người đồng ý là ngoài kia đa phần chỉ xây dựng chính sách để khách hàng mua hàng không? Vâng. Vậy thì nó còn có rất nhiều cách thức để chúng ta xây dựng chính sách để không những khách hàng không những khách hàng là mua hàng, tham gia vào việc đào tạo, tham gia vào việc bán hàng hay tham gia vào việc chăm sóc khách hàng của chúng ta nữa, thì công thức ở đây là gì? Nó sẽ có hai cột, Một cột là tiêu chí và một cột là quyền lợi. Tiêu chí cột là quyền lợi. Thì thường có phải ở ngoài kia người ta hay xây dựng chính sách như thế này không ạ? Tiêu chí đó là mua nhiều thì sao các anh chị? Mua thôi. Đây là nhanh. Mua nhiều thì sao ạ? Giá sao ạ? Mua nhiều thì sao ạ? Giá rẻ đúng không ạ? Quyền lợi là giá rẻ. Rồi. Có phải gần như 80-90% là như này không ạ? Mua nhiều thì giá rẻ đúng không ạ? Hoặc là giảm nhiều hoặc là chiết khấu đúng không ạ? Chiết khấu. Thế các anh chị có xây dựng chính sách mua nhanh chưa? Mọi người xây dựng chính sách mua nhanh chưa? Thì nó sẽ có hai cái nhóm tiêu chí sau. Nhóm tiêu chí tác động đến tiền, đến kết quả kinh doanh của chúng ta, nói chung là đến tiền. Và nhóm thứ hai là nó tác động đến việc đây gọi là những cái mục tiêu phi lợi nhuận, những cái tiêu chí phi lợi nhuận nha. Đây cũng vậy phi lợi nhuận. Rồi. Ai kinh doanh cũng muốn là có tiền ngay đúng không ạ? Nhưng mà tiền là nhân hay là quả các anh chị? Tiền là nhân hay là quả? Mọi người comment đi, mọi người tương tác vào đi. Tiền là quả đúng không ạ? Vậy nhân? Vậy nhân là gì ạ? Nhân chính là khách hàng đúng không ạ? Có khách hàng thì mới bán được hàng, bán hàng mới có tiền đúng không ạ? Và có rất nhiều những cái nhân ở dưới đây nè, tức là những cái mục tiêu phi lợi nhuận mà chúng ta bỏ qua. Khách hàng là nhân đúng không ạ? Tiền là quả thôi. Ví dụ như giờ khách hàng mua
Các anh chị nào có trường hợp là khách hàng mua mà không dùng không ạ? Ở đây các anh chị nào có khách hàng mua mà không dùng không ạ? Công mình thì có, thì công mình có. Rồi, ok. Vậy thì có khi nào các anh chị xây dựng cho chính sách cho khách hàng dùng dùng nhanh thì được tặng quà không ạ? Học tặng thêm hoặc là được giảm giá không ạ? Mọi người bao giờ xây dựng chính sách đó chưa ạ? Thì nếu như chúng ta chỉ biết tập trung vào những cái tiêu chí về lợi nhuận, về tiền thì hệ thống rất dễ bị gãy đổ, bởi vì sẽ có rất nhiều khách hàng đổ vô nhưng không có khách hàng ở lại, và cái đó nó gọi là tăng trưởng nóng, và tăng trưởng nóng thì vô cùng nguy hiểm. Vậy nên chúng ta cần phải suy nghĩ ngược lại, chúng ta phải cân bằng giữa nhân và quả, là ở đây chúng ta phải có một tiêu chí về nhân, cái nghề tiêu chí về phi lợi nhuận, tức là khách hàng làm cái đó chúng ta không có tiền nhưng mà nhờ những cái đó sẽ giúp cho chúng ta phát triển tốt lên. Ví dụ như này, đây là dùng đúng không ạ? Rồi cái là feedback thì sao? Feedback thì sao? Nếu khách hàng feedback mà feedback nhiều thì được gì? Mà feedback nhanh thì được gì? Rồi, ok, cái này có thể ứng dụng vô rất nhiều thứ: bán hàng, huy động vốn, bán trước, đúng không ạ? Chuỗi, rất nhiều thứ. Chỉ cần chúng ta nói cái tiêu chí với quyền lợi thì quyền lợi nó có cả là nhanh, nhiều, vân vân. Thì các anh chị yên tâm, trong chương trình Affiliate Bootcamp dành riêng cho các đại lý sẽ có chi tiết cái module nào. Nên các anh chị đã trở thành đại lý thì xin chúc mừng các anh chị. Các anh chị sẽ không những được ôn lại cái kiến thức này mà các anh chị còn được có một cái danh sách luôn, là những cái tiêu chí mà Mororo soạn sẵn. Các anh chị chỉ là gì? Lấy ra và nấu thôi. First e-buy là được ạ. Chính xác rồi ạ. Tất cả các first e-buy là đều được hết. Và Mororo sẽ ví dụ luôn những cái case study từng một. Thì nó sẽ có hai nhóm tiêu chí, là nhóm tiêu chí cố định và nhóm tiêu chí linh hoạt. Linh hoạt có nghĩa là ngay cái thời điểm đó là Tết, là sinh nhật của khách hàng, hay là thời điểm chúng ta tổ chức một cái sự kiện gì đó nó đặc biệt, thì chúng ta sẽ xây dựng chính sách đặc biệt cho nó. Thì chương trình này sẽ tổ chức vào tháng 3, 3 ngày liên tục, gọi là Affiliate Bootcamp. Thì các anh chị sẽ nắm rõ hơn về cách xây dựng phễu, danh sách các cái cách thức làm thu hút khách hàng luôn. Các anh chị chỉ còn lấy ra để làm thôi, và cách thức để xây dựng tiêu chí luôn. Ngày hôm nay chị chia sẻ cho các anh chị về giới thiệu và cách để chúng ta tạo ra được cái chính sách này thôi. Rồi, thì ở đây mọi người hiện tại thì tỷ trọng mọi người áp dụng cho cái tiêu chí lợi nhuận tài chính và tiêu chí phi tài chính, cái này gọi là tiêu chí tài chính đây. Rồi, tài chính. Rồi, hồi cho Quốc hỏi thử là tỷ lệ mọi người đang áp dụng là bao nhiêu ạ? Nếu mà ai mà 100% không, tức là chưa có áp dụng bất cứ một chính sách nào cho mục tiêu phi tài chính, hay là ai là đang 80-20, hay là ai 50-50, hay là ai như thế nào, mọi người comment đi ạ. Mọi người hãy comment vào thực tại hiện tại của mình ạ. Hoặc là nếu mà ai chưa làm và đang trong tương lai chúng ta sẽ xây dựng chính sách, thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái tiêu chí nào ạ? Chưa có chính sách, ok, không luôn. Tặng quà mục tiêu tiêu chí là chúng ta sẽ tiêu chí, ví dụ như giờ trong công ty sẽ có là hai nhóm tiêu chí, là tiêu chí tài chính và tiêu chí phi tài chính. Thì xây dựng chính sách là 50-50, nghĩa là có cả hai loại tiêu chí luôn, hay là chỉ tập trung vào việc xây dựng tiêu chí tài chính thôi hiện tại đó, mọi người hiện tại đó. Còn nếu mà ai chưa làm gì thì xin chúc mừng, sau ngày hôm nay chúng ta hãy về mà ngồi làm cái này. Và khi mà mình làm được cái này rồi thì mọi thứ sẽ được giải quyết ở đây.
sẽ có người sẽ làm việc này cho các anh chị, sẽ có người làm việc này các anh chị, sẽ có người làm việc này các anh chị, sẽ có người làm việc này các anh chị. Dùng thử, tặng quà, feedback nhanh, tặng gói sử dụng miễn phí, đó, ví dụ vậy, hay quá. Quay video giải thích về về thần số học, hay là quay video giải thích về một cái con số, một cái gọi là số chỉ số cuộc đời của mình theo cảm nhận của mình, đó. Thì chúng ta tặng quà gì đó đúng không ạ? Rồi có hỏi nè, nếu như trong một năm mà các anh chị nghiêm túc với việc làm video thì tối đa các anh chị tạo được bao nhiêu video? Mọi người comment đi. Bao nhiêu video ạ? Nếu trong một năm 365 không? Nhưng nếu hơn luôn ạ. Thôi hơn thì quá giỏi. Thật sự nghiêm túc đó nha. Nhưng mà nếu như chúng ta xây dựng để chính sách cho khách hàng làm video cho chúng ta thì chúng ta có thể hơn con số đó không các anh chị? Hơn nhiều không? Hơn nhiều hay hơn rất nhiều? Rất nhiều đúng không? Và đó chính là đòn bẩy và triết lý kinh doanh của Mororo là ở đây. Hãy thành công theo cách đơn giản, có rất nhiều cách đơn giản nhưng chúng ta không làm. Đúng không ạ? Rồi. Thế các anh chị, nếu như các anh chị học xong chương trình này mà các anh chị quay video feedback về chương trình này, sau đó các anh chị được nhận quà thì các anh chị có thích không ạ? À thích không ạ? À thích nhận quà. Ok. Thì Quốc đang cho ra mắt cuốn sách Bí mật kinh doanh đơn giản. Cuốn sách đó chính là kho tài liệu bài tập của chương trình nâng cao kinh doanh đơn giản trị giá 20 triệu. Thì nó là cái chương trình đi kèm cho cái chương trình đó. Nhưng mà Quốc sẽ dành tặng cho những ai feedback về cái chương trình ngày hôm nay bằng video miễn phí ship về tận nơi. Rồi thì mọi người có thể quay video là quay video là feedback là mình học được điều gì và mình tâm đắc nhất điều gì. Vậy là ok rồi. Và video đó có thể gửi vô nhóm Zalo thì đội ngũ sẽ liên hệ và gửi quà cho các anh chị. Đó là những một trong những cách thức để chúng ta xây dựng chính sách. Mọi người đồng ý không ạ? Và nếu như bây giờ ở đây có 40 mấy con người mà quay video thì theo các anh chị, nếu như mà bản thân Quốc và đội ngũ Mororo quay video nói về khóa học này mà 40 mấy video thì có ai thèm xem không? Có ai thèm quan tâm không? Nhưng mà nếu 40 mấy con người ở đây đều nói về khóa học này thì theo các anh chị là có thể có khả năng có 40 mấy con người khác trong chương trình tiếp theo không? Có không ạ? Chắc chắn là có đúng không ạ? Vậy nếu như bây giờ Mororo tạo cho các anh chị tài khoản cộng tác viên, sau đó các anh chị đăng cái video feedback của mình lên YouTube, lên bất cứ nền tảng nào và kèm cái link chương trình, và cứ ai đăng ký vô thì các anh chị lại được nhận hoa hồng. Các anh chị cảm thấy thích không ạ? Các anh chị cảm thấy thích không ạ? Cái nghĩa các anh chị chỉ đăng thôi, còn ai đăng ký vô thì các anh chị nhận hoa hồng. Các anh chị thích không ạ? Thì đó cũng chính là chính sách bán hàng. Đúng không ạ? Chúng ta xây dựng chính sách để khách hàng feedback. Chúng ta xây dựng chính sách để khách hàng đăng bài. Chúng ta xây dựng chính sách để khách hàng viết bài cho chúng ta. Chúng ta xây dựng chính sách để khách hàng mua hàng, để khách hàng bán hàng, hay thậm chí khách hàng trở thành chuyên gia và đào tạo. Và khi chúng ta có chính sách đủ tốt, đủ hấp dẫn rồi thì gần như là câu trả lời ở đây là hu, không có hao ở đây nữa. Hu. Ví dụ như nãy Quốc hỏi là ai trong số các anh chị sẵn sàng đăng bài, đó là hu hay hao? Là hu đúng không ạ? Là hu. Oh, cảm ơn chị rồi. Ok, là hu. Hu. Khi chúng ta bị mắc kẹt, chúng ta hãy đặt câu hỏi là hu. Ví dụ các anh chị first day bài, các anh chị không biết làm sao xây dựng chính sách thì các anh chị đặt câu hỏi là hu. Ai? Ai các anh chị? À, công mình vô giúp ạ. Chị Ngọc Anh. Đúng không ạ? Bây giờ xây dựng chính sách là sao ta? Hay là có bao nhiêu loại chính sách ta? Hù.
không ngồi đó mà ngồi suy nghĩ, mất rất nhiều thời gian, hãy đi tìm người có thể làm được việc đó. Thu liên hệ quốc nghe. Rồi, đúng không ạ? Thậm chí là trong khách hàng của chúng ta vậy, trong những quá trình chúng ta đào tạo, chúng ta sẽ biết những khách hàng nào họ có khả năng ứng dụng nhanh nhất thì chúng ta sẽ đi hộp. Vậy thì ở đây mọi người có muốn quốc giới thiệu ngắn gọn một xíu về những cái tiêu chí mà quốc đang dùng không ạ? Các ai muốn không ạ? Nếu muốn comment vào số 5 đi ạ. Vâng, ok. Thì nếu các anh chị tập trung vào nhân nhiều thì quả sẽ đến rất lớn. Còn nếu các anh chị tập trung vào quả thôi á, thì cái tài chính các anh chị đến á, bị giới hạn rất là nó không có được, gọi là không được bứt phá được, tại vì nó bị giới hạn bởi chính các anh chị. Nên các anh chị càng tập trung nhiều vào những cái chính sách liên quan tới phi lợi nhuận thì nó sẽ tạo ra những cái chính sách, tạo ra những cái lợi nhuận cho các anh chị. Rồi, ví dụ mua nhanh này, đúng không ạ? Mua nhanh, mua nhiều. Rồi, nếu các anh chị tuyển dụng, các anh chị muốn bán thì giới thiệu nhanh, giới thiệu nhiều, bán nhanh, bán nhiều, feedback nhanh, feedback nhiều, dùng nhanh, dùng nhiều. À, rất nhiều ạ. Feedback, dùng nhanh, dùng nhiều. À, rồi, dùng nhanh, dùng nhiều. À, rồi. Rồi gì nữa ạ? Viết bài nhiều, viết bài nhanh, like nhiều, like nhanh, share nhiều, share nhanh, share nhiều, share nhanh. Thì đó có rất là nhiều các cách thức để chúng ta có thể tạo được có rất là nhiều cách thức để chúng ta có thể giúp cho khách hàng ra quyết định hay khách hàng action cho chúng ta. Rồi, chúng ta bây giờ chúng ta thử làm một cái ví dụ nè. Rồi, các anh chị muốn nhận quà không ạ? À, các anh chị có muốn nhận quà không ạ? Có à. Rồi, ok, bây giờ Quốc thử nha. Thử Quốc sẽ đăng một cái bài lên trên Facebook. Rồi, anh chị nào mà vô comment hello, xin chào gì đó thì đội ngũ sẽ gửi quà cho các anh chị. À, gửi quà anh chị đó là cái link đăng ký cái tài liệu về kinh doanh, link đăng ký và tài liệu kinh doanh. Họ không phải cái bí mật kinh doanh đơn giản đâu ạ. Là tài liệu về 200 tiêu đề hấp dẫn để các anh chị viết content và cái bộ viết tiêu đề đó. Rồi, ok. Ví dụ luôn nha. Chào các đi bài đi ạ. Rồi, chào các đi bài. Rồi, thử nha. Đó. Thì chúng ta hãy tạo ra những cái chính sách kiểu như vậy, và khi đến lúc chúng ta cần, hay là khi mà năng lượng của khách hàng họ đang có trải nghiệm tốt thì chúng ta hãy xin lời đề nghị. Chúng ta hãy xin lời đề nghị khi họ có trải nghiệm tốt thì họ có kết quả tốt hả? Chứ còn khi chúng ta không có tạo ra được cái giá trị cho khách hàng thì chúng ta xin nó sẽ không có giá trị cho lắm. Ôi trời, mạng có vẻ bị vấn đề một tí. Thôi. Rồi các anh chị đợi Quốc một tí để Quốc chia sẻ cho các anh chị về cái những cái chính sách. Đây chỉ là một trong cái chính sách mà đang ứng dụng thôi. Ngoài ra còn có rất nhiều trong cái chương trình bootcamp, affiliate bootcamp, thì các anh chị sẽ được nhận nguyên bộ tài liệu luôn. Trong đó nó sẽ có cách thức để làm sao để chúng ta đưa ra những cái chính sách. Thậm chí nó có một cái tuyệt chiêu nữa, đó là xây dựng chính sách theo cái mô hình cầu tuột. Các anh chị có hay đi cầu tuột không? Khi chúng ta tuột xuống thì lúc đầu chúng ta chạy chậm, mà càng xuống thì nó càng tuột nhanh, đúng không? Cái mô hình cầu tuột đó. Thì mọi người sẽ được nắm sâu hơn.
Thì ở đây nó sẽ có những cái loại chính sách như là chúng ta muốn khách hàng, chúng ta muốn có được những điều gì, chúng ta đưa vào đó. Tuyển nhanh, tuyển nhiều, hành động nhanh, hành động nhiều, sử dụng nhanh, sử dụng nhiều, chia sẻ nhanh, chia sẻ nhiều. Hoặc là giữ lâu và giữ nhiều. Giữ lâu, giữ nhiều ở đây là dành cho đại lý, dành cho nhượng quyền, hoặc là dành cho huy động vốn. Thì hay có cái chiến lược là giữ lâu. Giữ lâu có nghĩa là họ sẽ giữ cái quyền đó lâu, càng lâu thì họ càng được nhiều quyền lợi. Ví dụ như họ giữ cổ phần càng lâu mà họ không bán ra thì họ sẽ được nhiều quyền lợi. Còn danh sách quyền lợi ở đây gồm những gì ạ? Chiết khấu nè. Chiết khấu tặng thêm. Chiết khấu tặng thêm, thăng cấp. Chiết khấu tặng thêm, thăng cấp, đào tạo, truyền thông. Mua lại, hoàn tiền, chuyển nhượng, tài liệu, huấn luyện, vân vân. Có nghĩa là gì? Đừng nghĩ đến việc chúng ta chỉ có cái việc là bán rẻ với bán đắt thôi, mà chúng ta còn phải nghĩ tới một cái khác. Đó là những cái phi lợi nhuận đây ạ. Quyền lợi phi lợi nhuận. Rồi các anh chị vào trong cái link, đây là link Facebook cá nhân của Quốc. Thôi mọi người gửi rồi. Cảm ơn học nhanh quá, nhanh hơn mình luôn. Hoặc là một trong những khách hàng cũng là một gọi là đúng nghĩa là một đứa em có nhiều cái suy nghĩ cũng khá là tiến bộ, cũng đang áp dụng những cái của e-bài của Mororo và cũng đang có những kết quả đó. Cũng rất là vui và mong là sắp tới thì học cũng có thể tham gia chia sẻ những cái trải nghiệm của mình cũng như là những cái cách mình ứng dụng như thế nào thì cũng sẽ rất là tốt. Rồi mọi người nhìn thấy cái màn hình chia sẻ cho ta. Mọi người nhìn thấy chưa ta? Thấy cái màn hình iPad chưa ta? Họ nhìn thằng bạn tổ chức. Rồi, okay. Rồi, thì hồi giờ mình chỉ biết mỗi cái quyền lợi là gì? Là tiền thôi đúng không ạ? Thế thì còn có những cái quyền lợi nào khác mà mọi người không biết không ạ? Ôi, coi gà quá trời, mọi người comment luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy, thế là Quốc lại có thêm được tương tác rồi. Thì đây là một trong những cách thức để chúng ta, những chính sách rất là dễ thương không? Những chính sách rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà hiệu quả không? Mọi người thấy hiệu quả không? Những chính sách như thế này có hiệu quả không? Rồi các em gửi tài liệu cho vào nho vào link chat, vào nhóm Zoom luôn nhé, gửi vào Zoom đi. Zoom là dành cho những anh chị đang trực tiếp ở đây thôi. Gửi cái tài liệu 200 tiêu đề các cái tài liệu của mình rồi. Và nếu các anh chị đây các anh, rồi gửi cho các anh chị cái là bằng affiliate 7 chiến lược phễu trong marketing, 200 tiêu đề và ebook kinh doanh trên một trang giấy. Đó, cứ gửi cho các anh chị đi. Rồi Mororo có rất là nhiều quà. Thì một trong những cái quyền lợi phi lợi nhuận mà mọi người thường hay không bao giờ để ý tới, thì trong đó nó có thể là tài liệu là một trong những cái quyền lợi phi lợi nhuận. Sách họ là gì ạ? Quyền được đến trước, quyền được sao ạ? Được trả lời ngay. Quyền được trả lời ngay. Ví dụ như các anh chị là first e-buy thì các anh chị lại được đội ngũ Moro hỗ trợ trực tiếp. Còn nếu khách hàng bình thường thì sẽ không có hỗ trợ trực tiếp mà sẽ là tham gia, sẽ xem video để làm theo. Thì đó có phải là quyền lợi không? Các anh chị có thích người khác hỗ trợ trực tiếp cho mình không? Khi mình mua một cái phần mềm nào đó, mình có thích ai đó hỗ trợ trực tiếp cho mình không? Mọi người thấy không? Có đúng không? Thì đó là những cái quyền lợi, tại sao mình không đưa vô? Thì cái phi lợi nhuận đây chính là quyền mua nhiều, quyền mua trước, quyền xếp hàng trước, quyền được ưu tiên phục vụ,
đúng không ạ? Rất nhiều các loại quyền. Quyền được tham gia vào một cái nhóm hai level, hai ticket, một cái nhóm mà những người giỏi thôi. Mọi người thích không? Có thích tham gia vào những nhóm mà những người giỏi không? Ví dụ như Mororo tạo ra một nhóm gọi là đại sứ. Nhóm này là sẽ bản thân chính quốc sẽ tư vấn trực tiếp luôn và đồng hành cùng với doanh nghiệp đó để tạo ra vài trăm cộng tác viên đó. Thì đó là quyền lợi đó mọi người. Dù như quyền được book book lịch hoặc là quyền hợp tác, rất là nhiều các loại quyền. Quyền được gọi tên, quyền được gắn logo đó. Rất là nhiều các loại quyền mà mọi người đang bỏ qua. Quyền, rất là nhiều các loại quyền. Quyền được mình đăng lên trên Facebook của mình, hay là quyền, hay là mình cho họ được cái quyền lợi là được. Rồi mình đăng cái khách hàng, mình đăng cái kết quả con em của họ lên cái fanpage của mình, hay là quyền là mình cho con em của họ luôn luôn có thể tới đây bất cứ lúc nào, hay là quyền được đi trễ quyền được về sớm, rất nhiều loại quyền. Rồi thì với chính sách này thì mình có thể ứng dụng không những cho khách hàng mà là cho cả nhà đầu tư và cho cả nhân sự của mình luôn, bằng cách là chúng ta xây dựng chính sách. Chính sách đây, chính sách à, xây dựng chính sách không ạ? Rất thích ạ, đúng không ạ? Đó thì đó là gì ạ? Quyền, quyền là một trong những quyền truy cập, quyền được tương tác thôi. Thì ở đây nó sẽ có một số cái loại quyền lợi sau đây, mọi người có muốn không ạ? Có sẽ gửi ra tiêu chí và quyền lợi nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã comment. Và để đáp lại cái sự action của mọi người thì Quốc sẽ gửi cho mọi người một số ví dụ về quyền lợi, chiết khấu, tặng thêm, thăng cấp, được đào tạo, được truyền thông, được phần thưởng, ví dụ như được cúp. Cái này mọi người để ý như YouTube hay YouTube họ, nếu mà các anh chị mà có nhiều lượt follow thì họ tặng cái gì đó, cái nút bạc, nút vàng, đúng không ạ? Đó chính là gì? Phần thưởng viral. Phần thưởng viral. Rồi ví dụ như các anh chị hãy con của những phụ huynh mà tham gia chương trình siêu trí nhớ học đường mà học xong thì được cái quyền lợi là tham gia một cái chương trình, một cuộc thi nào đó do các anh chị tổ chức. Mà nếu mà ai mà tham gia cuộc thi đó thì sẽ được nhận quà lưu niệm, mà ai mà về nhất thì được nhận cúp. Thì đó chính là những cái quyền lợi đấy. Đấy, quyền lợi đấy, quyền lợi đó, phần thưởng viral. Công cụ giờ họ có thể được nhận thêm những cái công cụ hỗ trợ khác để giúp cho họ học tập hoặc phát triển tốt hơn. Rồi, chuyển nhượng, hoàn tiền, hoa hồng, tài liệu huấn luyện, vân vân, rất là nhiều. Và chúng ta thường hay chỉ biết mỗi cái này và chỉ biết mỗi cái này thôi. Rồi vậy thì sau cái chương trình ngày hôm nay, các anh chị hãy quay về và xây dựng những chính sách có những cái mục tiêu phi lợi nhuận và có những cái quyền lợi phi lợi nhuận. Dừng lại với một vài feedback, sau đó chúng ta sẽ đến phần thứ ba, đó là đào tạo. Thì chúng ta đào tạo cái gì? Sâu hơn về nếu mà làm affiliate chuyên nghiệp thì phải làm như thế nào, chứ không chỉ là bán là thôi. Và cũng chính chính sách đã tạo ra cái kết quả là trong lúc Quốc đang đào tạo cho mọi người thì đó, đơn hàng đang đây là những người đang đăng ký, email đang gửi về cũng là từ chính sách cả đó, là từ người thấy email đang đổ về không ạ? Đó là affiliate, tức là mọi người đăng ký để lại thông tin vân vân thì hệ thống nó sẽ gửi thông báo, nhắc thông báo. Và tất cả mọi người đều cung cấp thông tin như thế này. Chúng ta đang có rất là nhiều. Nếu mà các anh chị chạy quảng cáo thì chưa chắc gì quảng cáo đã có thể tạo ra được những cái sự đột phá như thế này. Nhưng với việc chúng ta tạo cho khách hàng những cái trải nghiệm tuyệt vời thì chúng ta rất dễ dàng có được những cái này. Ví dụ như đây là Quốc đang xây dựng chính sách cho Học viện Kinh doanh Online. Thì họ cũng sẽ đưa ra các nhiều loại hoa hồng nè. Và họ chia ra thành các cái cấp độ. Các anh chị nhớ nha, sau khi chúng ta đưa ra chính sách xong thì chúng ta phải sắp xếp nó theo cấp độ nhiều và cấp độ nhanh.
ví dụ đây là cấp độ nhiều nè, cộng tác viên thì họ sẽ phải làm những gì nhiều hơn, thành viên vàng, thành viên bạch kim, thành viên kim cương thì họ sẽ làm những gì nhiều hơn. Và ứng với cái cột này là cột chính sách, cột này là cột về những cái quyền lợi, còn cái kia là cột và thứ hạng. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái bảng rất là rõ về chính sách và những gì mà điều kiện, những cái điều kiện mà họ phải làm để tham gia thì mới có thể đáp ứng được những nhu cầu của chúng ta. Và trong cái chương trình Bootcamp, Affiliate Bootcamp chuyên sâu thì sẽ giải thích những cái sai lầm của mọi người hay gặp, đó là hay xây chính sách theo kiểu tịnh tiến. Hay xây chính sách kiểu tịnh tiến mà không xây chính sách theo theo cái mô hình, theo mô hình gọi là cái gì ta, cái gì bữa nói với chị Ngọc Anh bữa nói mô hình ván trượt sổ dốc. Rồi thì đó là cái chính sách rất là quan trọng khi chúng ta làm affiliate. Ví dụ ở Mororo đi, nếu các anh chị mời ai đó đi học như thế này, các anh chị được 2.000 đồng, cứ còn mời đi học là 2.000 đồng. Nhưng mà nếu các anh chị bán hàng cho Mororo thì các anh chị lại được 10%, đại lý thì các anh chị được 20%, 30%, 40%, và ngồi cái phần trăm ra thì các anh chị lại được tư vấn, đào tạo, huấn luyện rồi trở thành chuyên gia vân vân, rất nhiều quyền lợi mà chúng ta sẽ tham gia. Và khi mà mọi người vào thì càng nhận được nhiều quyền lợi thì mọi người càng muốn gì? Càng muốn gì các anh chị? Càng muốn làm nhiều hơn. Mà khi làm nhiều hơn thì người ta lại càng muốn gì? Muốn nhận nhiều quyền lợi hơn. Vì thế nên nếu các anh chị không xây dựng quyền lợi theo lần lần càng lên thì đương nhiên các anh chị sẽ giống như câu chuyện mà họ đã chia sẻ, là chúng ta bán cho khách hàng xong rồi chúng ta không biết làm gì tiếp theo với họ cả. Thì đó là một trong những cái điều mà muốn gắn gửi cho mọi người, hãy xây dựng một chính sách bán hàng hấp dẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ ba của ngày hôm nay, đó là đào tạo. Tại sao đào tạo quan trọng? Chúng ta phải đào tạo. Người ta bảo là may tầm nào thì sao ạ? Bay với may tầm đó, đúng không ạ? Và khi chúng ta đào tạo thì chúng ta sẽ giúp cho tất cả các khách hàng đi đến một cái level mới, một cái nóc thang mới. Và đào tạo cũng là cách rất tốt để chúng ta giữ được cái kết nối với khách hàng hoặc là với thành viên, với nhân sự của chúng ta. Nếu chúng ta không có đào tạo, đào tạo vừa giúp cho khách hàng hiểu hơn về sản phẩm dịch vụ, giúp khách hàng bán hàng và thậm chí thì giúp chúng ta kết nối sâu với khách hàng. Vậy thì chúng ta nên đào tạo những cái gì ạ? Thì khách hàng của chúng ta họ sống trong bốn thế giới. Thế giới gì các anh chị? Lý trí, thế giới cảm xúc, thế giới tâm linh và thế giới chóc. Rồi. Chúng ta luôn có nhu cầu. Chúng ta luôn có nhu cầu tâm linh ở đây, tức là không phải là tâm linh có phải là cái gì đó nó ghê gớm đâu. Tâm linh đó là đức tin hoặc niềm tin. Niềm tin, mình hiểu đơn giản, tâm linh là niềm tin. Thì chúng ta đang sống trong cả bốn thế giới như thế này, nhưng mà mọi người thì hay tập trung vào hai cái thứ này, đó là vật chất và gì ạ, lý trí. Vật chất và lý trí ạ. Tức là mọi người hay đào tạo về vật chất, ở đây là gì? Đào tạo về bán hàng, về kiếm tiền, bán hàng, kiếm tiền này. Rồi lý trí là gì? Công cụ nè. Công cụ nè, rồi mấy cái tuyệt chiêu, rồi mấy cái công thức, công cụ, rồi công thức, vân vân. Nhưng mọi người lại ít khi đào tạo thêm về hai cái thế giới này.
ít khi đào tạo thêm về hai thế giới này, tương tác với họ về hai thế giới này. Ví dụ làm thế nào để cho họ giữ được động lực của mình, hay là làm thế nào để họ tin vào bản thân mình, tin vào bản thân. Người ta hay nói là nếu mà mất niềm tin là coi như mất hết cả nửa cuộc đời đó. Hay là tin làm sao cho họ làm được, tin rằng họ làm được, tin vào bản thân, tin vào năng lực của họ, tin vào cái gì mà họ đang làm. Tin tưởng là sự tin tưởng. Hay là thế giới cảm xúc, thế giới cảm xúc ví dụ như là sự kỷ luật, làm sao để họ luôn giữ được năng lượng, năng lượng, hay là làm sao để họ giữ được kỷ luật. Những cái điều này có quan trọng cho thành công không các anh chị? Ví dụ như bên câu lạc bộ của chị Trang, chị Trang có cái chương trình thiền hay là thực lành lòng biết ơn, đó là một trong những cái rất tốt, nó là nền tảng cho hai cái phần còn lại. Đó chính là chúng ta đang tập trung vào thế giới tinh thần, thế giới tinh thần, thế giới tâm linh, đó là gì? Thiền này, thấu hiểu bản thân. Chúng ta có thể tùy vào năng lực của đội ngũ, hay là tùy vào kiến thức, hoặc là tùy vào cái sản phẩm dịch vụ mà chúng ta đang cung cấp, thì chúng ta sẽ phân bổ cái tỷ trọng của những cái này vào chương trình đào tạo của chúng ta ít hay nhiều. Nhưng mà lời khuyên là nên có. Ví dụ như những cái sản phẩm của bên Diamond, của chị Trang, là những sản phẩm liên quan tới việc phát triển bản thân nhiều hơn, thì chị sẽ tập trung vào thế giới cảm xúc, thế giới tâm linh nhiều hơn cả thế giới vật chất và thế giới lý trí. Nhưng mà ví dụ như là những cái sản phẩm bên Mororo thì sẽ tập trung nhiều hơn về lý trí và vật chất, nhưng mà cũng sẽ xen kẽ vào những cái chương trình liên quan tới về niềm tin, về cảm xúc. Để gì ạ? Để cho các anh chị thay đổi. Bởi vì cách tốt nhất để thay đổi những thứ bên ngoài, đó là thay đổi cái bên trong. Khi chúng ta muốn cộng tác viên của chúng ta bán hàng thì họ phải thay đổi trước. Khi chúng ta muốn cộng tác viên của chúng ta họ liên tục tràn đầy năng lượng thì họ phải là người thay đổi trước. Các anh chị chỉ cần nhớ cái câu là what, why, who chứ không phải là what, why, how, thì cuộc sống của các anh chị, công việc kinh doanh của anh chị đã thay đổi rất là nhiều, thật sự sẽ rất là nhiều. Đó là một cái thói quen mà những thói quen của những người thành công, của những người triệu phú, người ta không nói ra cho mình biết, đó là what, why, sau đó là who, ai sẽ là người làm việc đó, hay ai sẽ là người giúp mình làm việc đó, và cuối cùng là hãy làm sao để tiếp cận họ và hãy trao giá trị cho họ trước khi chúng ta đòi hỏi bất cứ điều gì. Vì đó là quy luật cuộc sống, chúng ta không cho đi mà chúng ta cứ nhận lại, cứ đòi nhận lại thì đương nhiên chắc chắn là sẽ rất khó, đúng không ạ? Cảm ơn những cái chia sẻ của họ. Và quay lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì các anh chị biết, nếu chúng ta suốt ngày cứ đào tạo cho cộng tác viên của mình là làm sao để bán được hàng, làm sao để làm thế này, làm sao để làm thế kia, làm sao để làm thế kia, đây, thì rồi các anh chị có cảm thấy chán không ạ? Anh chị có cảm thấy chán không? Suốt ngày cứ dạy mình như vậy có cảm thấy chán không? Nhưng nếu mà đôi khi chúng ta chia sẻ thêm về cách để kiểm soát được năng lượng, phát triển bản thân, giữ gìn sức khỏe, hay là cách để ra quyết định như thế nào, hay là cách để chúng ta bình an, vân vân, rất nhiều thứ khác, thì chúng ta sẽ giúp cho khách hàng họ cân bằng được cái thế giới trong, bên trong và thế giới bên ngoài của họ. Và khi thế giới bên trong và thế giới bên ngoài của họ cân bằng thì họ sẽ thay đổi, và họ sẽ thay đổi đồng được một cách đồng đều. Và nếu chúng ta tác động vào bên trong thì cái bên ngoài sẽ thay đổi. Và đó là những cái mà chúng ta cần phải tập trung để đào tạo cho khách hàng, đào tạo chứ không chỉ là vật chất. Ví dụ như chúng ta bán siêu trí nhớ học đường,
chúng ta giúp cho con họ, chúng ta giúp con của họ tốt lên, nhưng chúng ta có thể giúp luôn cho làm sao để cải thiện được cuộc sống hôn nhân gia đình hay không, hay giúp làm sao cho người phụ nữ họ có thể tự chủ được thời gian hay không, đúng không ạ? Vâng vâng, rất là nhiều thứ khác chúng ta có thể làm cho khách hàng, và tự nhiên khách hàng sẽ yêu, vô cùng yêu quý của chúng ta. Khi khách hàng đã yêu quý rồi thì chúng ta nói: à chị, anh ơi, em có cái chính sách này nè, anh chị hãy giúp em đi, đúng không ạ? Anh chị hãy giúp em đi, đây là một lời đề nghị. Còn chúng ta chưa trao đi những cái giá trị, chúng ta suốt ngày chỉ biết là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, nhưng mà tiền đó là quả thôi. Đầu tiên nó phải đến từ cái thế giới tâm linh của chúng ta trước, đó là niềm tin. Chúng ta tin là chúng ta làm được, chúng ta tin là con người này có thể giúp chúng ta, chúng ta tin rằng cái công thức này đúng, chúng ta phải có niềm tin. Sau đó chúng ta phải có cảm xúc, chúng ta thăng hoa, chúng ta năng lượng tích cực, kỷ luật, chúng ta tràn đầy nhiệt huyết, chúng ta yêu đời, vân vân. Chúng ta giữ được cái việc đó thì chúng ta mới có tâm trạng để làm những cái thứ này, các anh chị, mới có tâm trạng để học tập, mới có tâm trạng để phát triển, vân vân, và rất nhiều thứ. Và một người đang trong đầu rất nhiều nỗi sợ thì họ thường sẽ từ chối mọi thứ, và đây là cái việc thứ ba mà chúng ta cần phải làm nếu chúng ta thật sự muốn tạo ra một hệ thống bán hàng bùng nổ. Và ở ngoài kia, mọi người đang làm affiliate, họ chỉ làm tới đây thôi các anh chị. Đây ạ. Họ chỉ làm tới đây thôi. Trên cái wow thôi. Đúng như mọi người nói là cái phèo tới đây thôi. Và họ chỉ làm tới đây thôi. Họ không làm cái phần dưới này. Họ không làm cái phần dưới này. Trong chương trình chuyên sâu kinh doanh đơn giản, các anh chị sẽ biết công thức làm thế nào để tạo trải nghiệm wow, làm thế nào để người ta bất ngờ, làm thế nào để người ta cảm thấy vô cùng là tuyệt vời. Và trong chương trình Bootcamp Affiliate, các anh chị sẽ biết cách thức làm thế nào để xây dựng những chính sách dành cho những mục tiêu phi lợi nhuận như này, và những case study đã được ứng dụng thành công, không những mô hình bán trước, mô hình huy động vốn, mà mô hình nhượng quyền và rất nhiều các mô hình khác đã ứng dụng thành công khi xây dựng chính sách. Và ở ngoài kia thì họ cũng sẽ chỉ đào tạo như thế này thôi. Khi họ kinh doanh affiliate, họ chỉ đào tạo đúng hai thứ này thôi, đó là làm sao kiếm tiền, làm sao kiếm tiền, làm sao để sử dụng công cụ nào để kiếm tiền. Nhưng mà họ quên mất rằng hai những cái thứ này nó sẽ không bao giờ, người ta sẽ không bao giờ hành động nếu thiếu hai thứ này. Thiếu hai thứ còn lại thì người ta sẽ không hành động. Vậy nếu như chúng ta trao cho khách hàng được cái thế giới cảm xúc tốt hơn, chúng ta trao cho khách hàng được cái thế giới niềm tin họ được cải thiện hơn, thì họ sẽ hành động quyết liệt hơn. Đó là ba cái yếu tố mà chúng ta đã bỏ lỡ. Thì các anh chị có thể dựa vào kiến thức ba cái module ngày hôm nay để các anh chị tự xây dựng cho mình phễu, để các anh chị tự xây dựng cho mình chính sách, và để các anh chị xây dựng cho mình chương trình đào tạo. Hoặc các anh chị có một cách đơn giản hơn, đó là trở thành First eBay. First eBay là một cái chương trình đặc biệt, nó là một chính sách đặc biệt. First có nghĩa là, First là trước, tức là cái gì trước, cái gì ngon, cái gì hay nhất là sẽ ưu tiên cho First eBay. Sẽ ưu tiên cho First eBay những cái chương trình đào tạo chuyên sâu, những chương trình đào tạo quốc được học ở trong và ngoài nước. Những cái chiến lược nào hay sẽ được ưu tiên hơn. Thì các anh chị có thể tham gia vào chương trình First eBay của Modoro. Còn nếu các anh chị đã học qua cái cách thức này rồi, thì các anh chị có thể ứng dụng Affiliate bằng cách là các anh chị sử dụng eBay. eBay. Thì ở đây eBay là gì ạ? eBay là một cái nền tảng affiliate để giúp cho các anh chị xây dựng được chính sách, để giúp các anh chị truyền thông những cái nội dung, những chương trình đào tạo cho khách hàng, để giúp cho các anh chị xây dựng phễu trên đó luôn. Và eBay là nơi để các anh chị làm được ba thứ đó. Thứ nhất, các anh chị tạo được phễu. Tạo phễu. Cái thứ hai là các anh chị cũng có thể là gì ạ? Các anh chị có thể đưa ra cái chính sách thôi, áp dụng chính sách vô chương trình thôi cho nó tự chạy. Cái thứ ba là các anh chị có thể đưa những cái nội dung chia sẻ những kiến thức, chia sẻ những cái tài liệu, những cái chương trình đào tạo vân dành cho hệ thống của mình. Và eBay hoạt động ra sao ạ? eBay sẽ giúp cho các anh chị tạo ra những cái landing page. Sau đó
những cái landing page hay là những chương trình bán hàng, sau đó chính những cái khách hàng đây, những cộng tác viên hay là những khách hàng của các anh chị đây ạ, họ sẽ làm gì ạ? Họ sẽ đi truyền thông về sản phẩm dịch vụ của các anh chị để nhận được hoa hồng, là mục tiêu lợi nhuận. Ngoài ra còn có mục tiêu phi lợi nhuận như được coaching, được huấn luyện, được vân vân, tùy vào các anh chị setup. Thì họ sẽ đi truyền thông lên rất nhiều người. Và hiện tại nhu cầu để mà những người đi làm affiliate như thế này đang rất lớn. Họ đang muốn kiếm thêm việc làm, và việc của họ là đi chia sẻ những cái này, là một cái cầu nối đi chia sẻ những cái này cho mọi người. Đó. Và chúng ta phải làm sao phải xây dựng chính sách hấp dẫn cho họ, làm sao phải tạo ra phễu cho họ để việc bán hàng nó trở nên đơn giản hơn. Và cuối cùng đó là phải đào tạo họ, họ truyền cảm hứng, họ giữ được năng lượng, họ tin vào việc họ làm, và họ và cuối cùng là gì ạ? Và họ bán được hàng để có thêm thu nhập. Vậy thì những cộng tác viên họ quan tâm điều gì? Cái thứ nhất, điều mà cộng tác viên quan tâm nhất, đó là chính sách hoa hồng. Điều thứ hai mà cộng tác viên quan tâm thứ hai đó là chất lượng sản phẩm. Tại vì nếu như mà chất lượng sản phẩm không tốt thì không ai dám đi bán hàng cả. Vậy thì theo các anh chị, ai là người hiểu về chất lượng sản phẩm nhất ạ? Người ngoài hay là khách hàng của chúng ta? Chính là khách hàng, đúng không ạ? Nên ưu tiên số 1 chính là khách hàng. Cái số 3, điều số 3 mà cộng tác viên hay quan tâm nữa đó là thương hiệu. Thương hiệu. Người ta không thể làm việc với các anh chị trong khi các anh chị không có cho mình đến một cái tên. Và cái tên đó nói lên điều gì? Và cái tên đó đại diện cho điều gì? Ví dụ các anh chị đang đi bán Coca-Cola, các anh chị không thể nào nói là tôi là cái tạp hóa bán tùm lum và có Coca-Cola được. Mà các anh chị phải có một cái tên tạp hóa, đúng không ạ? Cho người ta còn biết là tôi hay mua hàng cho tạp hóa đó, hay là tôi giới thiệu khách hàng cho tạp hóa đó. Thì các anh chị phải có thương hiệu. Ở đây một số các anh chị đang kinh doanh sản phẩm của bên thứ ba, thì các anh chị hãy suy nghĩ thử là phải cái thương hiệu mình là gì. Mọi người bán hàng cho mình chứ không phải bán cho cái sản phẩm đó. Người ta bán vì yêu quý mình. Vậy thương hiệu ở đây là gì? Chúng ta phải có cái thương hiệu. Cộng tác viên họ rất quan tâm đến việc này. Thương hiệu nó đại diện cho mỗi gì đó. Và cái thứ tư đó là gì? Cái thứ tư đó là hệ thống bán hàng. Phải có hệ thống bán hàng. Tại sao phải có hệ thống bán hàng? Bởi vì nếu cộng tác viên họ bán hàng mà ở đây các anh chị có sợ bán hàng không? Mọi người có sợ bán hàng không? Mọi người thấy bán hàng dễ hay khó? Các anh chị có sợ bán hàng không ạ? Ai cũng sợ bán hàng đó. Có khó không? Ai cũng cảm giác khó. Nhưng mà nếu có một hệ thống bán hàng như vậy, và cộng tác viên việc của họ là chỉ đi nhận quà, chỉ đi tặng quà thôi. Thì các anh chị có thích làm cộng tác viên không? Có nghĩa là các anh chị làm cộng tác viên chỉ đi tặng quà thôi, không có bán gì đó. Còn tự nhiên hệ thống nó tự làm hết, là các anh chị có thích không? Các anh chị thử trải nghiệm mình là một khách hàng xem sao. Các anh chị có thích không? Ví dụ như chương trình này sẽ tổ chức lại vào ngày 23, 24, dự kiến là như vậy. Thì các anh chị tặng cho bạn bè, đối tác của mình cái vé tham gia chương trình này, mà các anh chị được nhận hoa hồng, các anh chị có thích không? Các anh chị nào thích thì comment đi ạ. Để WhatsApp hoa hồng chứ. Mời ai đó đi học, mà người ta học và người ta thích nữa. Mà mình cũng có hoa hồng nữa, thì các anh chị có thích không ạ? Đó chính là sức mạnh của hệ thống bán hàng. Đúng không ạ? Rồi. Cái này tuyệt vời ạ. Ok. Đó, khi chúng ta đơn giản hóa cái việc bán hàng như vậy thì mọi người sẽ
à, mọi người sẽ rất là thích cái ôi, mọi người còn nghe Quốc chia sẻ không? Còn không? Tại máy nó bị dơ, không biết là mọi người có đang còn nghe không? Ôi trời ơi, mọi người vẫn đang nghe thầy. À vâng, cảm ơn chị Oanh. Rồi thì đó, chúng ta phải có hệ thống bán hàng, và đây là bốn yếu tố mà mọi người còn phải có khi muốn làm affiliate. Thì thứ nhất, yếu tố này là eBay có rồi. eBay sẽ giúp cho các anh chị tạo ra một hệ thống bán hàng. À, và các anh chị nào mà đã muốn mua eBay thì được tham gia vào chương trình xây dựng phải bán hàng. Chương trình là chương trình kèm theo cho các anh chị mua eBay từ gói Big Up trở lên, hoàn toàn miễn phí. Rồi về thương hiệu thì thương hiệu là một cái tên của doanh nghiệp các anh chị phải đặt ra thôi. À, không thể nào bán hàng cho một người không có tên tuổi, không có thương hiệu được, mà phải có thương hiệu. Thì các anh chị phải đặt ra một cái thương hiệu. Cái thương hiệu đó nó phải đại diện cho một cái mục tiêu, một sứ mệnh hay một cái triết lý nào đó. À, ví dụ như Mororo, eBay là gì các anh chị? eBay nghĩa là tuyệt vời, là wow á. Có nghĩa là mong muốn của Mororo là không những khách hàng wow, mà là gì ạ? Người đi bán hàng cũng wow, các chủ doanh nghiệp cũng wow, mà là gì, nhân sự đội ngũ công ty cũng wow, tất cả mọi người đều wow. Y bài là đúng bài, đúng rồi. Y bài là đúng bài, Dion vui quá, chính xác. Thì đó là đặt tên một cái triết lý, hay là Mororo có nghĩa là trở về, trở về với những cái giá trị cốt lõi, con người, vân vân. À, rất nhiều cái khi chúng ta đặt cái tên, gần đây nhất là như chị On, On có một cái tên rất là hay. À, xin phép khoe tên của chị On, đó là tên gì chị On nhỉ? Chị On nói được không? Không. À, cô tha cô, à, con thành công. À, cô tha cô nghĩa là con thành công. Đó, có nghĩa là mục tiêu của chị On đó là giúp cho con của họ thành công. Thì khi mà để đạt được mục tiêu đó thì siêu trí nhớ học đường chỉ là một trong những công cụ thôi. Có thể sau này chị On sẽ bán nhiều thứ khác giúp cho con họ thành công, về tư duy, về cảm xúc, vân vân. Đó là một trong những cái chúng ta còn phải chuẩn bị. Chất lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm thì lời khuyên khi chúng ta mới kinh doanh, chúng ta nên chọn những sản phẩm của người khác, và sau đó chúng ta đo lường và chúng ta có thể tự tạo ra sản phẩm của mình, lúc đó sẽ an tâm hơn. Và chính sách hoa hồng rất là quan trọng ha. Chính sách hoa hồng thì hãy xây dựng chính sách dựa trên và tiêu chí lợi nhuận và phi lợi nhuận, chứ đừng chỉ biết lợi nhuận không, và hãy tập trung vào những tiêu chí nhân để chúng ta có được nhiều quả hơn. Không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà Quốc bị mất quyền kiểm soát chuột. Ok, được rồi. Rồi ok, có rồi. Rồi thì biết mọi người, ví dụ như mọi người cách mà eBay đang vận hành đi, thì eBay tạo ra rất là nhiều những cái chương trình đào tạo cũng như là quà tặng, chương trình đào tạo và quà tặng để giúp cho cái việc đến bán hàng của khách hàng trở nên đơn giản hơn. Đây là những chương trình đào tạo và quà tặng. Thì nhiệm vụ của cộng tác viên rất là đơn giản, mọi người chỉ đi tặng quà thôi. Đây ạ, mọi người tặng quà. Ví dụ như mọi người muốn mời ai đó vào chương trình học, mọi người click vào link chia sẻ, rồi sau đó copy cái link này, mọi người đặt một cái link ngắn ở đây, sau đó copy cái này và gửi cho bạn bè là xong. Và khi có ai đó đăng ký thì mọi người đã nhận được 2.000 đồng. 2.000 đồng là tượng trưng thôi, nhưng mà khi mà họ mua hàng, họ mua những chương trình đào tạo, họ mua những cái dịch vụ sau này, thì các anh chị lại được nhận hoa hồng tiếp, ví dụ như vậy. Thì đó, đây là cách mà hệ thống eBay là đang hoạt động. Đó, cộng tác viên chỉ việc là gì, copy và gửi link thôi là xong. Rồi, không dám được. Rồi thì những cái chiến dịch như thế này chúng ta cũng sẽ đo lường được là cộng tác viên đã giới thiệu được bao nhiêu người. Ví dụ như đây, chiến dịch bùng nổ doanh số 2022 là chỉ với 7 người thôi đã đem về 65 data. Các anh chị ạ, 7 người đem về 65 data. Chúng ta có thể qua phần khách hàng này, chúng ta sẽ thấy.
Đó, đây là những khách hàng đăng ký chương trình này, ví dụ như là chị Thị, chị anh Phạm Hưng Yên là do chị Thị On giới thiệu đó, ví dụ vậy. À, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái khách hàng đến từ cộng tác viên nào và cộng tác viên nào đã là người chăm chỉ nhất trong ngày hôm nay, xứng đáng được nhận ngôi vương. Thì chúng ta có thể vào cái phần là cộng tác viên, chúng ta sẽ xem thử bao nhiêu cộng tác viên. À, ví dụ như đây, chị On là chị Kim On là được 17 người, là top 1, là top 2 thôi. Chị On giới thiệu thêm 2 người nữa là chị On sẽ được top 1. Thì ví dụ như công ty sẽ có một phần quà đặc biệt cho cộng tác viên nào đem về nhiều người học nhất trong một chương trình, ví dụ vậy. Đó, đây là chính sách đúng không ạ? Mọi người đồng ý không ạ? Mọi người làm được việc đó không ạ? Ví dụ như kết thúc chương trình hôm nay tổng kết, hiện tại thì chị On là top 1 đó. Tại cái tài khoản này là của Mororo, mà Mororo là có chạy quảng cáo nữa. Mà chạy quảng cáo luôn á, mà có 18 người đăng ký à, trong khi chị On chẳng còn chạy quảng cáo. Và chị On đã mời được 17 người, mọi người hình dung được cái, mọi người so sánh được chưa? Phải trả tiền quảng cáo và không trả tiền quảng cáo. Thì cái sức mạnh của affiliate nó nhiều như thế nào? Đó, ví dụ như họ cũng đem về 9 người, 9 khách mời tham gia vào chương trình đấy. Và ví dụ như khi mà chúng ta có những anh chị tham gia vào chương trình rồi, chúng ta duyệt đơn hàng thì tất cả mọi người sẽ được nhận tiền. Và tiền sẽ được cộng vào ví, và đó là cách thức affiliate hoạt động. Ví dụ như ở đây có chị Kim On, chị On đây, ví dụ giờ duyệt cái đơn hàng này là ngay lập tức chị On sẽ nhận được hoa hồng. Vừa qua cách đây mấy hôm thì Quốc có theo dõi một cái khách hàng đã có doanh thu là 100 mấy chục triệu đó, nhưng mà không biết cách duyệt đơn hàng dẫn đến là chưa chốt đơn. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra đơn hàng, sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ click hoàn thành. Hoàn thành thì ngay lập tức chị Kim On sẽ nhận được một cái thông báo là chúc mừng chị On nhận được 2.000 đồng. 2.000 đồng mua được gì chị On? Chị On có 10 người đúng không? 10 người là nhiêu tiền rồi? 2.000 đồng mà mua được một khách hàng. Rẻ đúng không? Rẻ đó. Rẻ đúng không? 20.000 mua được một khách hàng. Rẻ đúng không? Rất rẻ. Đó, đây. Thì ví dụ như ngày hôm nay Mororo phải chi thì là chi rất là ít. Nếu mà phải chi quảng cáo mà so với chi lời mời thì đó là ít không ạ? Thì đây là cái cách thức mà affiliate hoạt động. Đó là nhiệm vụ của những cộng tác viên, khách hàng của chúng ta. Họ chỉ việc tạo link và gửi cho mọi người thôi. Và công ty thì chúng ta sẽ tạo ra những cái chiến dịch như thế này, chính là phễu, chính là những cái phễu bán hàng. Và từ những cái phễu như thế này thì giúp cho việc bán hàng trở nên đơn giản hơn. Và nếu như chị On, chị On muốn mời bạn bè cùng bán hàng thì chị On cũng rất đơn giản, copy vào cái phần mời cộng tác viên là xong. Chị On cũng không còn phải nhớ đường link gì đâu, cứ copy vô đây rồi gửi đi là xong. Copy vô đây rồi gửi đi, tất cả không còn phải nhớ gì cả, máy nó nhớ rồi, bấm vào link copy và gửi đi là xong. Thì lúc đó người ta đăng ký từ link đó, người ta lại trở thành cộng tác viên cấp dưới của chị On. Chị On lại có thể là gì, kiếm thêm thu nhập từ việc hoặc là giúp cho cộng tác viên họ kiếm được tiền và có thêm thu nhập. Thì đó là những cái cách thức mà cái affiliate này ứng dụng cho các anh chị. Vậy thì hồi nãy Quốc có chia sẻ với mọi người là ngày hôm nay có cái gì phần quà gì đặc biệt. Thì hiện tại eBay đang có 3 gói sản phẩm như sau. Rồi, gói thứ nhất đó là gói startup, nó chỉ có 3 triệu đồng thôi trọn đời, và giá này sẽ được ưu đãi đến cuối tháng 3 là giá nó sẽ là 5 triệu đồng. Và gói bit up là 670.000, là tương đương khoảng 8.400.000. Và gói power up là 2 triệu một tháng, là tương đương với 24 triệu một năm. Và với gói power up thì các anh chị được trở thành đại lý gồm là First eBay đó. Đây, và quyền lợi của First eBay là gồm có là trở thành đại lý không cần ký quỹ, hoa hồng lên 30%, rồi được đào tạo tư vấn, rồi miễn phí thời gian dùng thử, rồi được sử dụng IP số đẹp hay là ưu tiên nâng cấp vân vân. Đây là cách để Mororo cũng xây dựng chính sách tương tự như vậy.
Thì với đại lý Gold, đại lý Platinum và Diamond thì đây, họ được tham gia rất nhiều những chương trình đào tạo, ví dụ như là bí mật kinh doanh đơn giản mà nãy mọi người hay nhắc đến, xây dựng phễu với eBay. Xây dựng phễu thì chương trình này là ai mua eBay từ gói power up trở lên, gói bid up trở lên thôi, tức là 8.400.000 một năm á, thì các anh chị đã được học khóa này rồi. Rồi làm chủ hệ thống affiliate thì cái chương trình này là chương trình affiliate bootcamp, thì dành riêng cho tất cả các phớt y bài thôi. Ngoài ra các anh chị còn được tham gia những chương trình group coaching riêng và coaching 1-1 và đào tạo đội ngũ cho bán hàng nữa. Cái này nghĩa là sao ạ? Đào tạo cho đội ngũ bán hàng có nghĩa là nếu các anh chị gom về 100 hay là 50 cộng tác viên mà các anh chị chưa biết đào tạo cái gì, các anh chị muốn Moro cùng đào tạo với các anh chị thì Moro sẽ tham gia đào tạo các anh chị và chuyển giao tài liệu cho các anh chị đào tạo luôn. Các anh chị có muốn không ạ? Các anh chị phát đi bài. Có muốn điều này không ạ? Ok, yes. Có nghĩa là các anh chị tổ chức chương trình, Moro sẽ cử người. Và trong thời gian đầu thì chắc chắn là Quốc sẽ là người làm việc đó. Rồi tham gia những cái khóa học miễn phí khác. Thì ngoài ra Moro còn có chương trình về content marketing. Chương trình về content marketing, về cách lập kế hoạch, để quản lý đội ngũ v.v. Các anh chị được miễn phí. Rồi sở hữu tài khoản học online. Sở hữu tài khoản online thì trong năm này Moro sẽ ra mắt một học viện, đó là Ukedo, là nơi sẽ tổng hợp lại toàn bộ những chương trình đào tạo chuyên sâu. Các anh chị có thể xem lại hoặc là gửi link cho đội ngũ mình xem đi xem lại. Rồi đặc quyền học lại các cái khóa học khác và nhận tài liệu của khóa học. Nói chung là first e-bài thì cái gì first, cái gì ưu tiên là sẽ được nhận hết. Đây là cho các anh chị biết được quyền lợi của các anh chị đại lý first e-bài rất là nhiều. Ngoài ra thì các anh chị còn được những cái hoa hồng bán hàng ở đây. Ba gói này tương đương với hoa hồng bán hàng. Và để trở thành first e-bài thì các anh chị sẽ đăng ký power up. Mà sẽ đăng ký power up 1 năm thì được trở thành đại lý Gold. Và thanh hoặc là 50 triệu thì mới được làm đại lý Platinum. Hay là thanh toán 100 triệu thì được làm đại lý Diamond. Và được tặng kèm 1 năm power up. Đây được tặng kèm 1 năm, 2 năm power up 2 năm tặng kèm 4 năm. Và được họ nhận hoa hồng trọn đời luôn. Vậy thì ngày hôm nay có siêu quà tặng gì? Đó là các anh chị có thể học những cái chương trình của trong 3 cái module vừa rồi, các anh chị có thể tự làm và các anh chị có thể post vào trong nhóm để cho tất cả mọi người cùng thảo luận. Hoặc các anh chị có thể tham gia cái chương trình sắp tới đây, đó là chương trình Affiliate Bootcamp. Thì quà tặng ngày hôm nay là tài khoản siêu quà tặng dành cho các anh chị sở hữu luôn cả đại lý Platinum trị giá 100 triệu, Affiliate Bootcamp 3 ngày trị giá 28 triệu, khóa học kinh doanh đơn giản 3 ngày trị giá 20 triệu và tài khoản Power Up 1 năm trị giá 24 triệu. Tổng cái gói này là 172 triệu và chỉ có 24 triệu cho ngày hôm nay, cho cái chương trình này thôi. Và trong vòng 5 ngày các anh chị, nếu các anh chị muốn giữ cái chương trình ưu đãi này, các anh chị chỉ còn đặt cọc 1 triệu trong vòng 5 ngày. Nếu các anh chị không muốn, các anh chị có thể rút lại số tiền đó. Nếu các anh chị đang còn thời gian suy nghĩ. Và đặc biệt nếu các anh chị nào đặt cọc luôn trong vòng 24 tiếng thì các anh chị sẽ được một cái chương trình đặc biệt mà dành cho Diamond. Đó là 3 tháng coaching 1-1 về xây dựng chiến lược hệ thống dành riêng cho Diamond trị giá 68 triệu. Thì các anh chị Diamond thì đã có cái chương trình này rồi, các anh chị yên tâm. Thì đây là cái quà tặng dành cho các anh chị nào nếu mà mong muốn tham gia vào đội ngũ First eBay. Còn nếu không, các anh chị chỉ còn sử dụng gói Bid Up thì các anh chị đã được tham gia chương trình tạo phễu bán hàng rồi, xây dựng phễu bán hàng cùng với eBay. Và đây là chương trình sẽ tổ chức thường niên một tháng một lần để cho các anh chị có thể biết cách xây dựng phễu. Thì đây là toàn bộ những cái quà tặng dành cho các anh chị nào mà tham gia vào đội ngũ First eBay của chúng tôi. Rồi các anh chị nào có câu hỏi thì các anh chị hãy đặt câu hỏi cho Quốc. Và một trong những cái kết quả mà đã đem lại tốt nhất trong hệ thống của Moro đó là anh Trong là người sử dụng eBay đó thành công, và sắp tới thì
Quá sẽ có buổi one to one, nghĩa là việc trực tiếp với anh Trọng, để anh Trọng sẽ tổ chức chia sẻ cho mọi người cách thức mà anh Trọng đã làm như thế nào, và anh Trọng cũng đã ứng dụng đầy đủ những cái bước như là về chương trình đào tạo và xây dựng chính sách. Và nếu như các anh chị có thể có những chính sách hấp dẫn hơn, chắc chắn cái sự cái việc kinh doanh của các anh chị sẽ bùng nổ hơn nữa. Thì ở đây có một số các anh chị nhắn tin hỏi là có thể đặt cọc trước được không. Thì nãy Quốc có chia sẻ rồi, các anh chị có thể đặt cọc trước 1 triệu đồng thôi, và trong vòng 5 ngày nếu các anh chị đổi ý thì các anh chị có thể được hoàn tiền. Thì sẽ giữ cái ưu đãi này trong vòng 5 ngày nếu các anh chị đặt cọc trong vòng 24 tiếng. Còn với các anh chị là chỉ muốn sử dụng hệ thống eBay để xây dựng affiliate, thì các anh chị chỉ cần mua eBay từ gói bao bid up trở lên là 8 triệu. 8 triệu ha. 8 triệu 40 nghìn thì các anh chị sẽ có thể ứng dụng đó. Thì các anh chị có thể có hai sự lựa chọn ha. Thứ nhất là chúng ta hãy về tự làm cho các mình. Hai là chúng ta có thể cùng tham gia vào cái đội First eBay và cùng làm. Thì chúc mừng các anh chị mà đang là First eBay, thì các anh chị sẽ được tham gia chương trình này dự kiến rơi vào đầu tháng 3. Vào khoảng là ngày 10, ngày 11, ngày 12 tháng 3. Ngày 10, ngày 11, ngày 12 tháng 3 thì sẽ có chương trình bootcamp này, và đây là chương trình sẽ giúp cho các anh chị đưa ra được ba cái chương trình, ba cái công cụ, đó là ba cái công cụ, đó là đầu tiên là xây dựng chính sách bán hàng, cái thứ hai là hệ thống xây dựng phễu, cái thứ hai là xây dựng chính sách bán hàng, và thứ ba đó là đào tạo như thế nào. Ở đây các anh chị có thể tham khảo ở trên website của eBay. Ở đây có ba gói các anh chị vào eBay.vn các bạn có thể gửi link vào bên trong Zalo cũng như là website cho mọi người. Thì các anh chị có thể mua một trong ba gói này để sử dụng eBay. Thì nó có danh sách những cái chức năng cũng như là tính năng để phục vụ cho khách hàng cho việc xây dựng hệ thống. Thì từ gói bid up trở lên thì các anh chị sẽ được tham gia vào chương trình đào tạo, còn gói start up là các anh chị chỉ có đọc tài liệu thôi, và gói bid up thì sẽ được một lần đội ngũ remote để hướng dẫn cài đặt cho các anh chị luôn. Nên là các anh chị nên cân nhắc cái việc là mua gói bid up. Còn một số các anh chị mà chưa đang bắt đầu kinh doanh hay là chưa biết kinh doanh gì thì có thể mua gói start up để dành. Vì hết chương trình ưu đãi này rồi thì sẽ đây là cái gói trọn đời, nghĩa là mua một lần là cái gì không cần phải thanh toán theo năm nữa, nhưng mà nó sẽ giới hạn là chỉ có quản lý chăm sóc khách hàng và xây dựng chính sách cộng tác viên một tuần, và chỉ có hai loại hoa hồng thôi. Thì hiện tại là eBay có tới 6 loại hoa hồng lận. Anh Thảo cứ nhắn vào trong nhóm Zalo thì các bạn sẽ liên hệ để tư vấn cho anh. Các anh chị nào vẫn còn đang chưa rõ lắm thì cứ nhắn vào trong nhóm Zalo để cho các bạn sẽ tư vấn cho mọi người. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái phần đó là chia sẻ của mọi người trong cái buổi tối ngày hôm nay, thì đâu là một điều mà mọi người và tâm đắc. Và đừng quên hãy quay một cái video feedback về cái chương trình ngày hôm nay để mọi người được nhận quà, đó là cuốn sách Bí mật kinh doanh đơn giản, và chính bản thân Quốc đúc kết từ những cái kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng công ty trong suốt 10 năm qua, và đặc biệt là đã chia sẻ cho mọi người trong cái chương trình chuyên sâu 3 ngày rồi. Ở đây rất mong nhận được một số cái feedback của mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người đã đến thời điểm này, và rất mong nhận được một số cái feedback cánh tay từ mọi người. Xin mời Lương Thế Thành, xin mời em. Em xin chào thầy Quốc và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trong buổi Zoom. Thì trước tiên thì em xin gửi lời cảm ơn, lời biết ơn đến thầy Quốc cũng như là anh Nguyễn Mạc đã cho em biết đến cái khóa học, đến cái buổi chia sẻ của thầy Quốc ngày hôm nay, đã giúp cho em nhận được rất nhiều những cái giá trị tuyệt vời. Thì trong buổi ngày hôm nay em có một số những cái bài học. Đấy là trước kia ấy, thì em thường là tập trung vào thu hút khách hàng
bán hàng, bán cho họ từ những cái sản phẩm giá thấp đến những sản phẩm giá trị cao. Và mình chỉ tập trung bán hàng thôi, nghĩa là mình sẽ bán cho họ từ cái sản phẩm này đến sản phẩm khác và không có tạo ra cho họ được những cái trải nghiệm wow, trải nghiệm wow ấy. Và mình sẽ chỉ bán hàng mà mình sẽ không tập trung vào chăm sóc khách hàng. Và chính vì như thế thì em thường xuyên là phải đi tìm rất nhiều những cái hàng mới mà nó tốn rất nhiều chi phí và không hiệu quả. Thì qua cái buổi chia sẻ này của anh Quốc thì em nhận thấy Quốc thì em nhận ra được là mình phải tập trung vào chuyện với khách hàng, chăm sóc khách hàng và tạo ra cho khách hàng những cái trải nghiệm wow. Thì chính những cái trải nghiệm wow của khách hàng thì sẽ giúp cho mình là giới thiệu, và chính cái khách hàng đấy đi marketing, đi bán hàng cho những cái sản phẩm của chính mình ạ. Đó, vâng, đấy là cái điều em tâm đắc nhất ở trong cái buổi học ngày hôm nay ạ. Đó, vâng, em cảm ơn thầy Quốc. Cảm ơn Thành. Mong là em có thể ứng dụng cái những cái kiến thức mà em học được vô cái việc là làm sao chúng ta giữ cho khách hàng lâu hơn và chuyển đổi những cái khách hàng thành crazy fan, những người bán hàng cuồng nhiệt cho doanh nghiệp chúng ta. Thì như vậy là cái thành công nó sẽ rất là bền vững. Cảm ơn những chia sẻ của em. Nhắc đi nhắc lại với tất cả mọi người đó là chúng ta hãy dành nhiều thời gian cho sự lựa chọn thì sẽ bỏ ít thời gian hơn cho nỗ lực. Và luôn luôn là như vậy. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn để chọn cái thứ mà chúng ta sẽ làm. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn để chúng ta chọn khách hàng. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn để chọn người bạn đời cho mình. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn để chọn sếp. Chúng ta dành nhiều thời gian hơn để chọn đồng đội ngồi chung với mình. Thì sau này chúng ta sẽ nỗ lực ít hơn. Chúng ta không còn phải đau đầu về những cái việc phát sinh nữa. Và cũng giống như là chúng ta chọn cho mình cách thức làm đơn giản hơn thì chúng ta sẽ mau chóng có kết quả hơn. Và đó cũng là điều và thông điệp muốn kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả mọi người. Đó là hãy thành công theo cách đơn giản.